chia sẻ lại giùm em xem coi có được không mọi người. Bực ghê luôn á trời. Ok chị Trang Đào nha, thanh kiều gái. Rồi cả nhà mình vào sẽ livestream lại giúp em với mọi người ơi. Thiệt luôn á. Ê đầu luôn không biết sao sáng giờ bị gì luôn trời. Em ra vô mấy lần luôn á mà view nó cứ bị giăng nè mấy chị. Rồi cả nhà mình vào mình nhiệt tình sẽ livestream cho em nha. Ok chào anh Nguyễn Kiều. Rồi vào mình sẽ livestream giùm em với mọi người ơi. Đẩy cái lượt view tăng tương tác giúp em đi mọi người. Này em cắt luôn tiếp tặng gì cả nhà mình nha. Xe live giùm em đi mọi người ơi. Tất cả các chị đẹp ở đây mình vào xem live rồi, mình cho em xin cái chia sẻ nha. Trời ơi thiệt luôn á, chết được luôn mấy chị. Rồi xe livestream lên giùm em ạ. À, view có em like còn không mà bỏ tay luôn mấy chứ thua. Ôi là trời, sao chả hiểu luôn á trời. Rồi tất cả các tình yêu của em ơi, mình vào rồi mình chia sẻ, mình cho em xin cái nút chia sẻ nhé. Rồi cho em xin cái nút chia sẻ, em cắt cái cục bơm to này cho cả nhà mình nè. Rồi để cái lượt view lên giúp em đi mọi người, để em có động lực em like mấy chị ơi. Còn không thì chắc em tắt like ấy, chứ còn thua luôn á mấy chị. Cả nhà mình ơi, share livestream lên giùm em ạ. Đẩy cái lượt view lên giúp em đi mọi người. Không hiểu bị cái gì luôn á mấy chị. Cả nhà mình xem live em có được không, có rõ hay là bị sao mọi người, mình cho em cái góp ý luôn nha, chứ bị gì vậy trời. Rồi tăng view xe live lên giúp em đi mọi người nè, xe live chim em tặng. Rồi xe live lên giúp em nha mấy chị nha, nhớ là có hiện logo chia sẻ giùm em tặng cho cả nhà mình nè. Rồi để cái lượt view lên giùm em nha, bộ ngố nè. Rồi cái bộ ngố này bữa bán cho mấy chị mình là 50-60 gì đó bộ đùi nè. Rồi bây giờ em thiêu cả nhà mình luôn 25.000 đồng, đẩy view lên mọi người nè. Rồi chia sẻ giúp em bộ ngũ bơ 25.000 màu được quá đẹp luôn. Trời ơi má ơi, xem được mà sao kỳ ghê luôn á trời, từ hồi sáng giờ luôn á, em thề luôn á mấy chị. Rồi bây giờ cả nhà mình vào xe livestream giúp em ạ. Để cái lượt view nha. Bây giờ là cả nhà mình nhìn giùm em là bộ này sale chi ân tặng cho cả nhà mình 25.000 đồng thôi. Rồi nhanh tay và lẹ cái chân nha, 25.000 là chúc cho Thu Thảo nè. Em kiểm tra bé Thảo chia sẻ cho lấy cái rổ đó em. 25.000 chúc Thu Thảo nè. Vào lại chấm bài tương tác xe like lên giúp em đi mọi người. Ai em? Rồi vào lại chấm bài xe like lên giúp em ạ. À. Rồi xe like lên đẩy view lên giúp em ạ. À. Đổ cho nó rớt tay em. Rồi nhanh tay tiếp tục xe livestream cho em đi mấy bà có động lực nha. Rồi cái bộ này sale cả nhà mình 30.000 đi. Bộ ngố nha, 30.000 ngố ca. Thôi đi em. Đổ vô cho cái đổ đó, chút bưng nguyên đổ lên cho nó gọn. Đó, đẩy đổ ra, đổ vô vậy đó. 30.000 ngố cam, rồi một cái áo hoa. Sale cả nhà mình bao nhiêu nè? Ngố cam chị Như Quỳnh nè. Xe like lên giúp em nè. Áo này sale 5.000. Bà ơi, 5.000 đồng mấy bác suy nghĩ ra giùm em ơi. 5.000 đồng nè. Chốt giùm em 5.000 áo hoa. 5.000 áo hoa giùm em đi, cái quần nam nè mấy chết. Không ai còn nghe dưới mấy chị. Đóng cửa chưa? Đóng cửa chị. Kim Thịnh qua coi nhà đi em. Đi bán Kim Thịnh qua coi nhà. Rồi cái này chốt giùm em ha. Đẹp giả mang con nghe. Rồi sale tặng cho cái cho mình. Quần này 25.000. Như Quỳnh em chia sẻ chụp hình qua cho chị đi, em chia sẻ một cái đi. Chưa thấy chia sẻ kìa em chưa chia sẻ thì chị sẽ mở cho người khác đó. 5.000 Thảo Doraemon, em ngố cam nên chốt cho chị khác đi. Nha chị em ơi. Không có chia sẻ là không có được đâu. Không chia sẻ là không được đâu chị em ơi, con cảm ơn anh chị anh lỗi. Có đèn không? Hả? 5.000 Thảo Doraemon ra chưa? Bật mấy anh tắt mở lại. Cái gì mình đợi em xíu. Cái ghế đó. Rồi chưa? Như Quỳnh ơi, chia
chia sẻ đi, chấm lên để bên em còn kiểm tra được gì đã chia sẻ nha. Quần nam cho Thu Thảo nè, áo hoa gì cho Mai chưa, rồi đúng không em? Rồi mã sơ mi này sale cả nhà mình nha, 25.000 đi sơ mi xanh. Nó qua chưa? 25.000 cho em sơ mi xanh giùm em, share like lên giúp em đi mọi người. Buồn giả mang con ngang luôn, 25 sơ mi xanh. Cái này gì đây? Là một con chân váy dạ nha. Em sale cả nhà mình luôn đi, 9.000 đồng nha, 55 cái chút dạ. 9.000 đồng 55 cái chút dạ giùm em. Là một con áo ba lỗ má ơi. Áo ba lỗ nè, đẹp chưa? Sale tặng cả nhà mình luôn ha. 9.000 đồng đi chứ em, là ba lỗ 9.000. Ba lỗ 9.000 giùm em. Xe lai tương tác chấm lên giúp em. Rồi bộ ngố nha, sale 35.000. Thề luôn trời. Ngố 35 nè. Dạ cho Su Su 9.000 nè. Ba lỗ cho chị Yến Loan 9.000 nè. Rồi, sơ mi cho chị Linh đem lên nè. Su Su lên số chị ơi. Xe lai lên giúp em ạ. Cái bộ ngố này sale 35.000, chúc em ngố xanh 35.000. Xe lai cho em nha mọi người. Ngố xanh là cho Dư Quỳnh 35.000. Dư Quỳnh em chia sẻ lên nha. Rồi bộ lá này, cho bé nè, sale tặng cả nhà mình luôn 25.000. Bộ này cho bé 15-16kg nha. Chúc em pyjama bé. Pyjama bé nè mẹ. Mua hàng lên số giùm em đi. Rồi một con áo. Ôi là trời, nó đẹp chưa. Rồi, ngố em chốt rồi. Bé chốt cho chị Linh Ngọc. Rồi áo nè, áo bé nha, 20-25kg, sale 9.000. Giúp em mặc trắng. Con đầm bầu cam, thật sự rất là đẹp luôn. Giúp em đầm bầu cam 35.000. Má ơi. Rồi đầm bầu cam giùm em ạ, 35.000. 35.000, con đầm bầu cam. Áo trắng chị Diễm Phương lên giùm em cái số này. Rồi có con chân váy dài đen, sale 5.000. Ai nói chúc em mã đây là mã 2 màu. Chân váy dài đen nha. Chúc em mã 2 màu. Xe like mình tương tác chấm lên giúp em với mọi người xe like nha. Rồi trời ơi, cái con chân váy rút này mới chết. Rồi chắc u bì nha. Rút hai bên rất là đẹp luôn, 55kg vừa. Nè mấy bạn. Rồi Diễm Phương có số. Nè cả nhà mình, ai lấy chúc em mà mã rút nha. Mã rút thì xe cho cả nhà mình 19.000 đi. Chúc giùm em mã rút 19.000. Rút 19 giùm em ạ. Rút 19 nha cả nhà mình. Ngọc Huyền còn điện thoại bao em gái ơi. Lá bé cho Châu My. Lá bé chú chị. Vậy là Châu My không có lá bé nha. Chị Châu My là đang bị cái tình trạng gì đó. Rút cho chị Sam Sam. Rồi cái này là cái gì đây mấy bà? Ôi là trời, con áo lọ. Mua mấy cái này mà bơm. Em nói thiệt luôn á, chả biết mặc cái gì là được luôn. Rồi áo lọ này, cái này phi size, sale tặng cho mình nha, vải giữ nhiệt mát lắm. Sale 19.000. Chốt giùm em nhanh tay mã đây, mã lọ. Em chốt chai là em đọc tên người đó mới chứ. Thảo Doraemon này chị thấy em, nhưng mà tại vì lý do là chị đang đợi em nhận hàng, chị mới dám chốt nhiều cho em được nha. Rồi cái này nha, nhanh tay giùm em ạ. Mã này mới chiêu mình ơi. Sale 40 đi, pyjama 55-57kg vừa. Ai lấy chốt pyjama 40.000. Pyjama 40.000. Thấm chi bi gọi có được đâu, nam là gửi hàng gái. Gửi đi đâu mà. Bộ 40 cho Lê Tùy. Cái quần ngố này đẹp chưa. Hàng bơm sale 25.000 luôn. Cái này là 60kg vừa. Quần ngố đỏ. Quần ngố đỏ giùm em nha, 25.000 đồng. Xe lai tương tác giùm em. Rồi áo lính giùm em, 19.000 đồng hot đi lính. 19.000 đồng hot đi lính giùm em ạ. Bộ 40 hot lọ 19.000 chị Gia Huy Băng. Rồi quần size S nha, sale tặng cho cả nhà mình. Quần size S chị ơi, gọi điện chốt đơn thuê bao xả rồi. Chị muốn mua cọc lại giúp em 100-200 em bán nha. Size S nè, sale 25.000. Bạn nào lấy chốt quần S 25. Quần S 25 giùm em. Quần S thì chị Trinh Trần. Trinh Trần lên số. Mua hàng mình lên số điện thoại giùm em nha. Rồi con quần này sale cho cả nhà mình 35.000. Mấy chị nhìn giùm em cái độ co giãn cái quần của nó nha.
Rồi, nhanh tay giùm em luôn, 35.000 đồng coi giảm giả mang. Rồi, quần xám 35.000. Trời ơi, bộ bi này đi cam như bé mà đi bơm này em cũng thiệt sự luôn. Hết muốn luôn nha các bạn. Dí dầu cầu dáng nóng đua luôn. Rồi, quần 65 cho Kim Anh lên số điện thoại giùm em. Là mấy chị. Rồi, 15kg nha, chốt bé vàng, sale 25 nha. Bé vàng, sale 25 nha, 15kg. Rồi, một con quần đùi sọc. Má ơi, con này đúng đẹp. Thanh vợ ơi, chị thấy em nha. Cái này 55-57kg vừa, mình nhìn em cái form quần là mình biết liền ha. Đùi sọc giùm em đi, 35 nha. Đùi sọc giùm em 35 nè. Quần 35 hết. Chắc đi bên chị nó chạy sau với em. Rồi em bé chút bé. Áo loan, sơ mi loan, sơ 25. Quần xám hết rồi. Rồi còn đùi sọc thôi. Rồi mã này sơ mi loan, sơ 25 nè. Phát lính với chị Nguyễn Úc. Rồi mã này chút giúp em. Đẹp giả mang ha. Rồi mã vàng giùm em nha. Mã bé chút chị chút lên. Quần đồ sẵn chị Linh lém lẫn 25.000 cọp vàng cho em. 25.000 cọp vàng. Tương tác xe lai còn sơ mi loan. Trời con này 35.000 mà chị mình không lấy nó thôi buồn lắm. À loan chị Thuy Mon nè. Nhìn giùm em cái quần 55kg nha. Ở trong là mấy chị nhìn không? Lưới nè. Đính đá đã mai giả mang. Rồi chốt em mã đây là mã quần đen. 35.000 quần đen. Sim là cái gì chị? Sơ mi loan chốt rồi. Rồi em còn cái chui lính. Rồi xe 19.000 nha. Chui lính xe 19. Sơ mi chốt rồi mấy chứ. Sơ mi chốt rồi. Xe live stream cho em nha mọi người. Thương em xe live cho em quá. Rồi nhanh tay bầu hồng. Xe tặng ấy mình 35.000 giùm em ha. Bầu hồng. Quần đen cho chị Nguyễn Thu Tuyết Anh. Sơ mi loan chốt rồi. Vàng chút nhé chút. Rồi tương tác với chút em ạ. Bầu hồng giùm em nha 35.000. Bầu hồng cho em 35.000. Đây là mấy bạn. Còn bạn chốt rồi. Tương tác xe like giùm em nha. Rồi sale 27.000 chốt em ạ. Áo trắng 27. Quần đen thì chốt ai chưa á? Chị chút lên chút em coi rồi em lấy cho chị một cái. Còn chu lính với chị Gia Huy Ba. Rồi cái con áo trắng chưa? Áo này đẹp lắm. Bảo đảm với chị đẹp. Áo 7 chị Diễm Phương nè. Rồi cái mã này chốt nhanh tay đi và liền ha. Áo xanh xe cho mấy chị mình 19 nha. Thật sự mấy chị mình đi bơm mấy cái con này lên thời với mấy chị là mình chẳng có đi mua được cái gì được luôn. Mấy chị nhìn cái quần của người ta may cái phân quần này. Trời ơi đẩy qua đây em. Thật sự rất là đẹp luôn. Còn ngoài đó nhiều không? Có. Rất đẹp luôn mà mấy chị lại bơm. Chả hiểu mấy chứ. Nè. Rồi ở sau có thun cho mình luôn 35.000 nha. Quần này chứ là quần nâu đi ha, 35 quần nâu. Xanh 19.000 nè. Đẹp chị tin nè. Quần nâu cho Thanh Thảo nè. Bầu đi chị Khả Trâm nè. Rồi con áo vest nu 35.000 đồng cho cả nhà mình luôn. Trời ơi con vest nu lưới này. Cái gì coi. Rồi. Rồi 35.000 đồng vest nu lưới giùm em. Con chân váy này sẽ tặng cho mình 5.000. À lấy chút em mã xanh ngọc cái này free size. Xanh ngọc free size giùm em. Rồi con gu xì trắng sẽ tặng cho cả nhà mình 19.000 nha. Đẹp chưa? 19.000 đi chút em mã gu xì. Vết nuôi chị Yến Loan 35.000. Mã quần hết rồi. Ủa cái này là bộ hả? Trời trời mấy bà ơi. Chán ghê chưa? Gu xì 19 chị Long lên. Má ơi, bộ xanh giùm em á. Mua cái bộ này hai bộ mà bơm. Rồi bộ xanh giùm em ha, 35.000 bộ xanh. 35 bộ xanh. Rồi 35.000 bộ cam giùm em. 35 bộ xanh, 35 bộ cam nha. Đẹp giả mang chưa trời. 35 bộ xanh, 35 bộ cam. Em đưa giùm chị cái chân váy đó, chị sale hai cái. Cái chân váy trắng. Đây này em sale hai cái này cho cả nhà mình nha. Hai con chân váy này mặc cưng lắm luôn, sale 5.000 hai con luôn ha. Rồi chúc em combo, ok chưa, 5.000 thôi. Chúc combo và bán vừa tặng luôn. Rồi nhanh tay giùm em ạ. Bộ xanh này cho Thu Thảo 35.000. Bộ xanh 35, còn bộ cam bà nào lấy chút nhé. Xe lai lên giúp em, bộ cam 35.000. Con áo tím này sale 5.000. Tím 5.000 giùm em. Áo tím 5.000. Bộ cam này chị Chi Bùi 35.000.
luôn cái bầu cam cho chị. Combo cho Thị Hà Lan 5.000. Rồi, áo này sale 19.000 nha, bà nào lấy chút em đá. Sale tặng thằng bên hết. Ai lấy đá chút đá. Rồi cái mã bầu này mấy chị mình không mua. Cái bầu cam này em thấy mấy chị luôn rất là đẹp luôn trời. Nè. Sale có 35.000, cái đầm bầu cam này xuất sắc luôn, không chốt bầu cam giùm em nha. 35.000. Cái áo tím này sale 5.000, mát giả mang luôn má ơi. Áo tím này sale có 5.000, mát giả mang con men. Áo đá cho Nguyễn Diệu. Nguyễn Diệu Hồng. Rồi lên đi cả cho mình ít quần nè, rồi lên tiếp nè, thiết kế cho mình nha. Xe lai lên giúp em đi mọi người. Bầu cam chị Phương Lan lên. Ai em? Chuyên sâu rồi. Anh Thái về hả? Rồi. Em có rút cái chuông ra chưa? Đứa nào đây rút cái chuông đi, giúp cho. Hả? Nè coi. Tiếp 5.000 chị Hồng nha. Rồi tiếp. Rồi một con quần má ơi. L nha, siêu đỉnh chưa? 35.000 nha. Có ở sau nè. Phương lên lê lên số chị ơi. 35.000 quần L 35. Chết trời ơi mấy chị ơi, một con phát len. Cái con phát len này đã đỉnh giả mang luôn, mặc coi giả nè. Phát len kiểu nha. Rồi sale cả nhà mình con phát len này 45.000. Đẹp chưa mấy chứ? Nè. Rồi khoác lên kiểu 45.000. Ok, chị thấy số. Cả nhà mình cố gắng sẽ like tương tác giùm em nha. Rồi, trời ơi, một con quần trắng 95.000 chốt rồi. 35.000, ở sau có thun nha. Khoác chị Thị Hà lên. Ở sau có thun giùm em nha. Cái con quần này 55-57 tí vừa. Rồi lấy chút em quần trắng giùm em đi. 35.000 sẽ like giùm em mọi người. Rồi mã này đỏ. Má ơi con nó đẹp chưa? Trời ơi là trời. Rồi đỏ giùm em. 35.000 đỏ. Quần trắng cho Nguyễn Thị Kim Cương. 35.000 đỏ giùm em. Xe lai lên giúp em nha. Xe lai trim nha mọi người. Đẩy view lên giùm em nha. Xe lai trim cho em. Cho em có động lực đi mấy chế ơi. Rồi tiếp nè mấy bà, xe like cho em mới mọi người nha. Chị Ngọc nha, đây là bị cái gì vậy ta? Ừ đâu 40.000 là ngang nguyên. Rồi, quần trắng thì chút ai chưa? Còn có quần lờ đẹp lắm, chị không chốt không? Áo này Chanel. Trời ơi má ơi. Rồi 35.000 nha, chút Chanel. Đỏ chị bằng lăng tím. 35.000 Chanel dùm em. Cái con quần lờ đẹp lắm đấy chứ. Lưng cao, siêu cao. Rồi 35.000 áo thái hồng mình nhìn nè. Áo thái hồng dùm em đi 35.000. Xe lai cho em với cho mọi người. Rồi một con quần thun nè. Má ơi dễ thương vậy trời. Áo đen chú chị bé chút để chút qua đây nè em ơi. Rồi 35.000 đồng 55kg vừa nha. Chú em mã đi là mã thun. Áo 35 mình kèm màu giúp em đi chị ơi. Áo 35 mình kèm màu nha, kèm màu dùm em. Áo Chanel là áo đen chút rồi đó. Áo đỏ em chút rồi, bây giờ chỉ còn áo hồng thôi. Đúng không em? Còn áo hồng thôi. Rồi một con quần chạy viền size S nha. 35.000. Rồi chúc em mã viền S 35. Rồi cái con áo này đẹp giả mang luôn mấy bà ơi. 35.000 giùm em. Thái hồng cho Thanh Nguyên. Chất bo zip y xì nha em đang mặc, nhưng mà cái tay của nó bản nó to hơn xíu. Nè. Đó. Rồi ai lấy chúc em ạ. 35.000 cam. Quần thun cho Thu Hà. 35.000 cam giùm em. Bà nào lấy cam chúc cam nha. Áo đen em hết rồi. Rồi mã này trước em 35.000 trắng. Áo bôi tiếp đẹp đẹp lắm. Nó đẹp lắm, cái chất nó phơi lắm mấy chứ. Cam chúc chị Nguyễn Thị Kim Cương nè. 35.000 cho em mã trắng 35.000 giùm em. Rồi trắng 35.000 giùm em. Đây tiếp tục. Một con lọc lai 35.000. Size M. Có em ơi, chiều cao chị mới lên. Hôm nay chị lai nguyên ngày mà. Còn cái gì tùm lum tà la đem xả tặng. Chứ còn thiệt rất là nhiều mã luôn đó. Quần 35 cho Châu My. Trắng 35 chị Yến Loan. Rồi cái này quần L, quần M 35.000. Bà nào lấy chút em mã M 35. Mình tương tác, mình sẽ live stream lên. Nhiệt tình đẩy view lên giúp em cho mọi người. Nhiệt tình đẩy view lên giúp em. Rồi con này size 28. Bà nào lấy chút giùm em ha. Cái quần nó đơn giản, nó đẹp giả mang chưa. Nè,
Size 28 35 ngàn. Trắng hết rồi. Rồi thái tím giùm em, tím tím. Má ơi, con tím này sale lại cho mình 19 ngàn nha. Chốt thái tím 19, buồn mờ cho nên lém lĩnh. 35 ngàn. Tím 19 giùm em. Rồi cái này chú em đỏ, áo thái đỏ. 28 cho Thùy Dương lên. Rồi má ơi, nó đẹp chưa mấy bạn, áo thái nè. Ôi, con này 35 ngàn đi nha, chú em mã thái đỏ 35. Xa like cho em nha mọi người. Thái tím với chị cô 6. Rồi một con cờ ráp hồng nè mấy chú ơi. Ráp hồng thì mặt mát lắm, 25 ngàn ráp hồng vậy nha. 25 ráp hồng đổi cho chị đi. Cái bao bơm lên em. 25 ráp hồng, 28 em hết rồi. Rồi, 35 ngàn trắng chữ nha, cái này áo đẹp lắm luôn. Má ơi, mặc cái này nha, với lại cái quần đùi đi bài luôn á, trắng chữ giùm em 35. Đỏ cho chị vui hơn. Còn ráp hồng đúng không em? Tím hết rồi, rồi con quần cắt ta 35 ngàn. Đẹp lắm cả nhà mình. Trời ơi, nó bị lỗi rồi cũng ghê. Dính màu xíu, về nhà giặt giúp em theo mình 25 đi. Áo trắng chuẩn cho Hiệp Tiên, ráp hồng cho Thanh Nguyễn. Cái này chú em phải dính màu nha, sale 25 ngàn 55 cái chút cách ta, ai đó chút dính màu. Nó bị lỗi là em thấy lỗi là em sale liền là tức luôn. Rồi một con quần này, trời ơi cái quần này quần giả váy nha. Quần giả váy size S, mấy chị nhìn dùm em đẹp luôn. Giả váy S nha, đó. Rồi giả váy S dùm em ạ, sale 25, sale 30 ngàn đi. Chút giả váy 30, quần 25 cho Thao Kinh. Xin like lên dùm em nha mọi người nha. Bơm tiếp tục bơm. Trời một con quần đen lưng cao. Xe bò má ơi. Trời ơi cái quần đen chân lưng cao xe bò đúng đã luôn, siêu cao. Chúc em quần bò 35. Bò 35 dùm em. Tương tác chấm lên giúp em. Áo vàng này xe tặng 5 ngàn. Ai lấy chút vàng 5 ngàn, cái áo vàng 5 ngàn mà bơm hoài chả hiểu luôn. Rồi 35 ngàn đồng chúc em 60kg. 35 ngàn 60kg chú dùm em ạ, xanh ngọc. 35 ngàn 60kg xanh ngọc. Chị Hồng Nga, chị Hồng Nga chị chốt cái gì vậy chị? Rồi cái mũ bé sale 10 ngàn cho mấy chị nha. Ai đó chúc em mũ bé 10 ngàn. Chị mặc quần size bao nhiêu mà chốt size bấy nhiêu dùm em nha chị ơi. Rồi con áo dài đỏ xanh ngọc cho anh Trâm Hồ. Anh Hồ Trâm. Quần bò cho chị Lan Hoa Ban. Lan Hoa Ban. Rồi quần bò 35 Lan Hoa Ban lên số. Nón 10 ngàn chị Linh Ngọc. Áo dài đỏ nè, sale 15 ngàn nha. Chốt áo dài đỏ 15. Rồi bộ hồng dùm em. Rồi 60kg mang ngựa, cái này con lăn nè. Rồi chốt em bộ hồng nha. Rồi 35 ngàn, chốt em bộ hồng 35 ngàn. Bộ hồng 35. Mình xe live stream tương tác dùm em nha. Xe live stream mình tương tác dùm em với. Bộ bé hết rồi. Trời ơi, cái quần này lưng siêu cao luôn á trời. Xe S má ơi. Lưng siêu cao luôn. Chị Phương Duy Nguyên ơi em thấy chị. Bộ hồng chúc cho chị ánh bảy. Rồi cái này nha. Size S nè, chúc giùm em mặc mã S. Ủa cáo vàng 5 ngàn đẹp mà sao mày lấy này. Ủa ghê đi cáo vàng 5 ngàn. Hồng 35 chúc cho em. Rồi bộ này xe cho mình 25 ngàn. Bộ cam 25, bộ ngố. Rồi ngố cam 25 ngàn giùm em. Cái này sale có 5 ngàn, cáo vàng là đẹp mà. Sao bà đặt léo vàng 5 ngàn vậy trời. Rồi cái quần đen nè, sale 25 ngàn size S. Nhìn cái túi quần người ta may nè. S đen 25 ngàn. S đen dùm em 25 ngàn. Size like mình tương tác dùm em đi mấy bạn. Rồi cái này trước em size L. Bộ cam chút chưa? Bộ cam chút chị Mươi Huynh. Hồng 35 em chút rồi chứ ơi. S đen là chị Kinh Trần. Quần ngố cho chị Chi Bùi. Rồi cái này chú dùm em nha, size L. Lương cao lắm, 35 ngàn chú dùm em mã 1. 35 ngàn chút mã 1. Rồi một con áo, bà nào lấy chút áo vàng thì em có túi không? Áo lụa vàng đó mấy chứ. Sale 29 ngàn đồng, cái này mặc dễ hơn đó. Rồi 29 ngàn, chú em mã vàng 29.
vàng 29. Rồi 35.000. Trước em mã L đây, mã 2. Cái mã 2 đây đúng đẹp luôn á trời. 35.000 mã 2 rồi em. Áo vàng 5.000 chị Hồng Nga. Vàng 5.000 chị Hồng Nga. Trời ơi má ơi, con áo đỏ nè, xinh chưa. 35.000 áo này đẹp xịn xỉu luôn. 60kg mình mang vừa luôn giùm em ha. Mã 2 cho Nguyễn Hạnh nè. Nguyễn Hạnh 35.000. Rồi nhanh tay giùm em áo đỏ 35.000 giùm em nha. 60kg vừa. Áo đỏ 35.000. Em còn mã 1 thôi. Rồi cái này chốt giùm em. Trời ơi mấy má ơi, đơn hàng đặt ngày hôm qua thì bữa nay lấy, đơn hàng đặt bữa nay thì ngày mai lấy. Nhà con bữa nay không có đủ nhân viên, cho nên là mấy đứa nhỏ nó mới có 12, 13 tuổi thôi. Nó ngồi nó ghi nó không có nhớ để mà bỏ ra đâu. Nói hoài luôn á trời. Đỏ cho bá nguyên. Rồi chốt giùm em 35.000 đuổi hồng. Mệt mỏi. Rồi đôi dép size 38 màu đen nè. Đôi dép size 38 màu đen giùm em nha. Em sale cái mình 40. Đôi này bộ em bán 55. Chị Bảo Thu ơi, chị muốn gì chị lên số về chị. Rồi áo đen gấu nha. Đuổi hồng với chị Bảo Thu nè. Em nhìn thử coi phía Bảo Thu có số chưa. Ok chị Bảo Thu có số nè. Rồi cái này da đen gấu nha, sale 27.000. Xanh ngọc 35.000 là cái gì vậy gái? Xem nhìn chị coi. Không có cái nào xanh ngọc hết chị ơi. Dép chị bé chút nè. Đen gấu chị Nguyễn Thu Ánh Tuyết nè. Đầu con quần lưng cao nha, size S nha, 35.000. Chú giùm em mã là mã 4. Lưng cao size S 35.000. Chú em mã 4 như cái mã UDM. Nó ngồi nó ghi nó bỏ rồi nó ghi còn ghi tầm bậy tầm bạ kia. Bỏ nó mà kêu bỏ riêng. Bỏ riêng cái tối lấy đồ kia không có cho ông chồng tung chữ. Rồi một cái quần này nha, mặc kiểu như vậy nữa là dễ thương. Rồi size S giùm em luôn, cái này là cộng dây lịch nha, giờ mình chỉnh lại giùm em luôn. Rồi 35.000 chú giùm em mã 2. 35.000 chú em mã 2, đen gấu em chốt rồi. Em đưa cái áo vàng này chị, áo vàng nó đẹp mà mấy bạn. Bộ con quần nè, coi giãn nha. Cái này là size S giùm em mặc chốt quần trắng, cái này là coi giãn nha. Mặc phối với lại cái quần rồi. Để chút không lái xả đi nha. Mã 4 chút ai chị? Mã 4 chị Võ Anh lên. Đưa dép đi. Đợi em xíu em lưu chứ gì mấy chị. Quần trắng cho Nguyễn Võ Anh Linh lên số. Tuyết Anh. Mã số 2 chúc ai cho em. 2 cho Võ Anh Linh lên số thầu em luôn. Rồi đâu quân xì này bữa em bán giá nè mấy chị 65.000. Giờ xe 40.000 cho mấy chị mình luôn. Không đẹp không lấy tiền thôi. 40.000 đi ra chợ chỉ mua được cái đế này thôi ha, chỉ mua được cái đế thôi. Thì mấy chị 40.000 xe 38, chị nào mang vừa hốt liền vậy mẹ. 40.000 xe 38. Đồng con quần thun nè, nó hơi bị dính dơ xíu. Em xe 19.000 nha, 55kg thôi nha. Rồi chốt em lại mã quần thun dơ. Quần thun dơ giùm em. Tương tác lên giúp em mấy chế nha. Dép thì chị Bảo Thu. Chị gái nào mua hàng lên số thoại giúp em nha. Rồi cái mã này 35.000. Nó hơi cái chị nhìn giùm em. Size S tôi cái quần nó chất đã chung. Rồi size S 35.000. Quần dơ cho Thùy Dương lên 19. Rồi size S 35.000 chú em S 35. S 35 gì đây. Bơm còn nhiều lắm mấy chị. Mà lười quá. Vì không có lại bơm á. Chứ mấy chị mình đông đông vô mình săn bơm rồi mình sale rẻ mua rồi. Rồi 35.000 con áo này. Thề luôn. Có cái tay của nó này. Đẹp giả mang luôn.
thiệt sự luôn á mấy chị. 35.000 cáo này nè, nó thiệt luôn. S35 nè, cho chị Nguyễn Thu Tiết Anh, chị chúc lên mạng chậm quá luôn á. Rồi 35.000 trước em áo đen. Áo đen 35.000 chị em. Mình sẽ like, mình tương tác lên em với mọi người nha, để cái lượt view lên hết đây. Đây, trời ơi, một con dạng như đầm sơ mi giấu quần luôn á, là ở lụa đẹp lắm luôn. Coi nè, ôi là trời, má ơi luôn, nó đẹp lắm luôn trời. Rồi bà nào lấy chút giùm em ha. Ôi rồi 35.000 nha, chú em mặc mã sơ mi nha. 35.000 sơ mi mã quần S cho chú có phần em. Chốt vô. À, áo 35 đi trong thì dự ý. Rồi mã này chú em vàng nha, sơ tặng 25.000 con này lụa. Mặt bát này giả mang luôn. Ai lấy chú em mã vàng. Vàng sơ 25.000 cho mấy chị. Em còn áo sơ mi nha, trời con áo 35.000 nè, một con lưới, cái này là kiểu đó. Về mình mặc kiểu 35.000 nha. Trời ơi, cái này mặc đi chụp hình vậy nó mới chết. Rồi cho em lưới xanh 35.000. Lưới xanh 35 bảo thu em có số rồi nha. Mặc đứng dịch đổ, đổ lên cho chị đi. Rồi cái này 25 nè. Áo sọc hồng sale 25 luôn mấy chị. Áo sọc hồng sale 25 luôn. Lúc sọc hồng 25. Hàng này hàng bơm không như mấy được tái lã luôn. Áo xanh thì em nè, 5.000 chút áo xanh và 25 cho thu nguyên nguyên. 5.000 chút áo xanh này. Bộ mua nó rẻ nó đẹp như vậy mà còn bơm thì thôi luôn chứ còn gì để nói nữa bạn. 35.000 sống một ký chút bộ rêu dùm em nha. Ok chị Thảo Doraemon nha, nhận hàng ok thì mình mua tiếp nha chứ nha. Cứ nhận hàng ok mình mua tiếp tại lý do là mới mua đơn đầu ấy. Chứ còn nếu mà mấy chị mua quen rồi là em cho mấy chị lùa thoải mái luôn. Rồi 35.000. Bà Hoa Rên nhưng không có một đơn hàng bị hoàn về sao bà? Bộ rêu 35.000 chị Anh Hồ Trâm. Rồi em còn áo xanh 5.000 với cáo sọc nha. Rồi tiếp xanh 5 sọc. Rồi chốt em cái quần này size M, theo cả nhà mình 19.000. Quần M 19.000. Quần M 19 cáo xanh 5 với đó sọc đưa lại chị chốt em. Áo 5 cho Thảo Doraemon. Ừ, đưa sọc cho chị. Cái sọc này 25.000 2 dây nha, chất lụa mát đó mấy chứ. Cái này mặc phối với lại quần đùi á ha, xinh lắm. Ai lấy chút em sọc hồng giùm em 35.000 em ơi. Cái gì bên đó vậy? Lấy xong rồi sọc kìa. Rồi áo thái tím giùm em nha, đẹp chưa mấy bạn? Sale 25.000. Rồi sale 25.000 nha, chút em thái tím. Em thấy nha chị Hoàng Linh, bộ riêng hết rồi. Rồi cá thái đen này sale có 7.000 thôi mấy bạn. Rồi chú em thái đen 7.000 giùm em. Cái này là cái gì đây? Con quần đùi sale má ơi, bờ 19 chị Sam Sam. Thiệt sự luôn. Cái chân váy này em sale có nhiêu mấy chị? Cái quần đùi nè, sale có 19 là bên trong có quần cho mình luôn 50kg nha. Lấy chú giùm em mã này mã caro. Caro giùm em. Thái đen cho cô chủ nhỏ. Ôi nó đẹp chưa? Tiếp 25 cho Châu thì như ý. Cái quần này coi giãn size 27 nha, em xe cho cả nhà mình 30. Size 27 xe 30. Thái tím em chốt rồi đúng không em? Rồi bộ xanh nè mấy chứ. Xe like lên giúp em nha. Bộ xanh ngọc giùm em. Má ơi 35.000 giùm em đi, 60kg vừa. Bộ xanh ngọc 35.000. Sọc hồng cho Châu My. Một cái quần này size S. Một cái quần size S sale cả nhà mình cái quần này 30.000 nha, chốt S30. 27-30 cho chị Nguyễn Thu Tuyết Anh. 27-30. Rồi S30 vậy nè. Xanh ngọc chốt ai chưa? Xanh ngọc 35 cho chị Yến Loan. Rồi em còn đùi dâu. Đùi dâu 35. Đùi dâu 35.000. Má ơi nó điện. Rồi 35.000 cho em mã đùi dâu 35. Rồi con quần này lưng siêu cao, size 26. Sale cả nhà mình 30.000. Chốt em mã siêu cao. Ok Huỳnh My nè, sơ mi lộ đã chốt Huỳnh My đi em. Bộ dâu 35 mấy chị Anh Hồ Trâm. Rồi chốt em ạ. Siêu cao size 26 35.000. Trời mấy cái quần này mấy chị mình không chốt là ổn lắm nha. Đẹp mà em đã sale bom rồi đó cả nhà mình. Size S 3 gì? Size S 30.000 chứ chị bỏ anh Linh. S30 cho bỏ anh Linh. Rồi còn siêu cao, quần dâu chút hả em? Dạ. Yeah.
là một con chân váy ung mỹ, cái này đi làm 55kg quay đầu, em sale tặng 35.000 đồng. Chốt em ấy là mã kem 35.000 chốt kem. À thôi không còn cho nó mát. Mệt thì ghê. Áo này sale 9.000 đồng chốt áo nâu thôi. Sale like cho tao đi không lo, sáng giờ gì đâu không nè. Rồi một con chân váy nút sale 5.000, 55kg, ai lấy chốt em. Mã nút 5.000, siêu cao cho Võ Anh Linh 35.000. Rồi em sale cho mấy chị mình cái quần này. À, cái quần này sale cho nó làm một cái quần tay đỏ này, kaki co giãn. Có mà, có mà. Quần 35 mấy chốt chưa? Áo nâu thì mưa quanh này, đúng rồi. Rồi, chốt chưa? Rồi, là siêu cao. Kem chút chị Thanh Hậu 35.000. Rồi đây mấy bà, đỏ đẹp chưa? Cái quần này co giãn nha. Bà nào mà hả tầm 50kg á, mua đi em sale cho mình cái quần này 20 đi. Thiệt sự luôn, sale lỗ luôn á. Hàng bơm đi bao nhiêu mà em sale luôn. Rồi cái quần da này bị lỗi em tặng này. Nó bị lỗi da. Thanh Hậu lên số chị ơi. Em tặng nha. Size L. Cái này chú em phải tặng. Ai lấy chút tặng. Rồi quần cho chút bùi 20. Ai lấy tặng chút tặng. Rồi lã này chiêu rồi lấy chút em size S. Size S size 19 nè, chút em S19. S19 thì em ai lấy tặng chút tặng. Rồi cái quần này size L, size 10.000 nha, chút L10. Cái này mặc đi tắm biển, mặc ở nhà quần. Quần đỏ 20 chút rồi. Cái này hàng bơm mới chết. Rồi một con quần trắng này, nó bị dính dơ nữa nè. Mấy đứa nhỏ nó làm sao mà nó bị dính dơ. Đó, nó bị dính dơ lắm chứ. Rồi em sale tặng luôn. À, tặng chút ai chơi? Tặng chị Khánh Lê. Rồi cái này quần trắng dơ em tặng luôn. Ai lấy chút tặng trắng luôn. Cái này size 27-28 luôn. Rồi tặng trắng. Bơm tới bơm lui là đồ nào cũng bị dơ thôi mấy chứ ơi. Rồi quần size M, kiểu đẹp giả mang luôn, siêu cao. Sale 30.000. Đẹp chưa? Rồi chú em mã này mã siêu cao 30. Tặng trắng cho cô chủ nhỏ. Mấy chị tặng là mấy chị phải chia sẻ like cho em đấy nha. Chia sẻ like cho em nha. Rồi cái này chốt dùm em. Sale cho cả nhà mình 15.000. Sale S15.000. Chú em mã S15. Cái này 15 em. S15.000 dùm em. Rồi một con đen luôn siêu cao luôn. Size M 35.000 chốt đen 35. Quá đẹp. 35.000 chốt đen 35 dùm em. Siêu cao 30 cho Thị Hà Lê. Cái này nè, trắng tặng hết rồi. Rồi quần lính á, đen 35 cho chị Thúy Ngọc. Có số cho lên số giùm em luôn. Rồi Thúy Ngọc lên số. Áo lính nè, sale 19.000. Chúc em mã lính 19. Lính 19 giùm em. Rồi cái này chiêu rồi lấy trước giùm em ha. Sale cho cả nhà mình 19.000 nha. Mã này size S 19.000 chúc giùm em. Mã là mã số 1. 19.000 mã 1, cái này size L. Sale 10.000 chú em mã số 10. Rồi cái này sale 15.000 luôn đi. Sale 26 chú em mã 15. Rồi em mới nuốt ra, lên thiết kế cho mấy chị. S19 nó chim tròn. Đen 35 là gì vậy gái? Mã 1 là chị Hồ Thị Hương. S19 là cái này nè. Cái đó là mã 1 đó. Mã 10.000 cho Nguyễn Thị Kim Cương. Bỏ qua thế thì nó bỏ đi đó. Em ơi em chốt mã đó là mã gì vậy gái? Đen 35 là cái gì vậy ta? 35 Thúy Ngọc lên số đi gái ơi. Là một con áo đuổi nè. Cái nơ cột lên đây thì mới chết. Cái nơ á, vì mình cột mình chỉnh lại giùm em. Đây là cái nơ nè, vì mình cột lên chỉnh lại giùm em nha. Đây ha, đó. Rồi xe với mình 25.000 nha. Chứ em mã nơ trắng. Áo lính với chị Chi Nguyên. Để lên chị thấy gì nó mà nó. Rồi một con đầm gì mà bơm nè trời. Cái đầm đẹp gì mà bơm nữa nè. Thiệt sự với mấy chị cái con đầm này luôn. Đầm nhúng đẹp gì mà bơm là em hết đồ nói luôn. Rồi xe cho cả nhà mình 35.000. Cái này nó có cái nhúng dễ mặt nha. 55, 57, 58 kg vừa luôn. 35.000 chút đầm nhúng 35. 35 đầm nhúng nha. Lính là phi sai luôn mà chị.
Rồi mã quần này size M, em xem bơm cho cả nhà mình 25 nè. Chú em mã 3 ha. 25 mã 3. Đầm nhúng chút, đầm nhúng. Áo trắng chút, áo trắng chút. Vỡ mã em mới chốt được mấy chị nha. Nơi trắng chị chút lên. Con chui đen nè. Bạn chút lên chậm lắm luôn. Con chui đen dùm em nè. Thảo Doraemon em chốt cái dịp chốt rõ dùm chị với em nha. Rồi cái này nha. Đẹp chưa? Chui đen giúp em. Xem 19 nè. Chui đen xem 19 nè. Tương tác mạnh tay lên giúp em ha. Rồi cái con áo không bị đuổi. Cái này nó thiệt với người ta bán thì tới quần đùi đuổi rồi. Thề với mấy chị luôn á là không bao giờ bán dưới. Chui đen như chị Anh Hồ Tranh 35 là cái đầm á, đúng thì ok nha Thảo Doraemon. Rồi cái này nha mấy chị. Đầm 35 chị Hồng Nga 39.000 đồng. Con này mấy chị không mua thì em bó phép. Em lấy em mặc. Em mặc với lại quần đùi cho chị nhìn đẹp giả man luôn. Chất đuổi nha, ai lấy chốt 39.000 đuổi ra. Chui đen hết rồi. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Sumi lụa hả? Con sơ mi lụa đẹp dữ vậy bà sao rồi trời. Bà Hoa rơi ơi, hình như bà có một đơn hàng Mỹ gì bên tôi đúng không bà? Đúng không bà ơi? Không biết là có đúng hay không nữa. Sơ mi 39 chị Thuy Mon. Ủa cái quần này sale với cho mình 25 ngàn đẹp lắm, không hốt luôn. Lưng siêu cao luôn á, có 25 ngàn thôi nha. Size S á, chúng em S 25 đi mấy chị. Áo sơ mi lụa kiểu nè. Đẹp chưa? Rồi sơ mi lụa kiểu chốt cho mẹ em ha. Cái mã này sale cả nhà mình 35.000 đi, con này mặc đã lắm. 35.000 lụa kiểu. Đuổi cam em chốt rồi. Đuổi cam chốt rồi. Mấy chị nào mà đã có cái gì đó bên em rồi. Bệnh sao lạnh với ta. Đã có gì đó bên em rồi nha. Là bên em phải bắt mấy chị cặp bên em mới bán rồi đó mấy chị nha. Cái vi phạm là hủy đơn nhiều lần rồi em. Không biết sao mà mấy đứa nhân viên nó đánh dấu là hủy đơn nhiều lần nha. Hủy đơn nhiều lần. Rồi, áo đen chất budget. Sale tặng cả cho mình 35.000 đồng. Má nó đẹp. Ôi là trời. 35.000 đồng chốt áo đen 35.000. Chừng những chị nào mua hàng mà xả đơn tới luôn trên Lam cũng có bán luôn. Nên không có công chốt chi nha mấy chị. Rồi, sale cho mấy chị mình lộ kiểu với chị Hồng Trần. Áo này Hồng Trang lên số chị ơi. Đúng rồi chị, người ta báo không gọi cho chị hoài không nghe máy thứ ba đi tùm lum. Đó em thấy như vậy đó chị. 52224 hoàng gì cho em rồi. Hoàng gì cho em rồi. Đá cam này sale 25.000 chị Bươi Huynh. Có nhiều chị sao tùy lắm nha, mua hàng mắc cừu lắm. Ủa mấy chị có số thật của em mà. Có thể mấy chị ngày nào mấy chị cũng ở căng giờ em lên like coi thử tại sao đơn hàng của chị chưa tới hay sao đó mấy chị hỏi chứ. Chứ mấy chị còn là đợi hàng hoàng về rồi mấy chị kêu là không ai gọi là sao trời. Thiệt luôn á. Đâu phải mấy chị thích thì mua, mấy chị thích thì lấy, mấy chị không thích thì mấy chị không lấy được đâu. Buồn lắm luôn á bà Hoa Rơi ơi. Bây giờ tôi chốt cho bà đơn mới nha. Bà có gì là phải gọi cho tôi chứ còn kiểu này là chết luôn á. Khách quen nữa thì tôi có nghĩ là để đó bà nhận nên tôi đâu có theo đơn đâu. Đen 35 chút ai cho em. Tôi lại chỉ có đó đẹp mà. Ồ chị không biết luôn cái ti phạm ơi. Thấy nó luôn rồi. Đổi nhiều lần nè, nhiều hủy đơn nhiều lần gì. Áo cam chút ai cho em. Rồi Hồng Trần em thấy số nè. Cả nhà mình tương tác sẽ like cho em đó nha. Rồi. Thôi bây giờ em. Chị gỡ bơm hàng. Chị gỡ cái đánh dấu bơm hàng nè. Em có đổi số thì em cho chị lại đổi số nha. Chứ để em này luôn không biết sao á. Ok, còn này đủ màu. Em cho chị lại số ấy. Em cho chị lại số thợ mới thì chị luôn không cần cho nữa. Em cho nữa mà sai một phát là gọi là không bao giờ được nha. Rồi cái này sẽ tặng 25.000 hai giây giùm em. Hôm nay em xả kho với chị nhiều lắm. Một chút em xả quần riêng nam. Em cũng biết là chị Hoa rồi. Nè. Rồi, lụa hai dây còn bao bơm nữa không em? Cái quần này sale 19.000 cho mình nha. Size này là size M đó. Ai lấy chút M 19 kệ nó đi. Hai dây cho chị Chiến Nguyễn. À chị Linh bỏ hả? Có gì để em kiểm tra nha. Có gì một chút chút xuống đây em kiểm tra cho. Mấy chị có cái đơn hàng mà bị vấn đề gì mấy chị cứ việc IP vô trong cái tin nhắn của em vô em coi nha cả nhà mình. Nè, đen. Ờ em không biết cái đơn nó bị sao á, cho nên là em nói thôi giờ kệ nó chứ giờ sao. Rồi áo đen này sale cho cả nhà mình 25.000 chút đen. Thôi em like nha, chị cứ đặt hàng lại đi một chút nữa em coi xong.
đặt hàng lại đi, chúng em coi sao. Ok, Kitty Phạm nè, 446 em đổi số nè, đúng rồi, cho sai số kìa gái. Trời ơi, cái quần này hàng bom, sale 25 luôn, quá nó đẹp. Quần của chính là chị Dương Thùy nè, đen cho Huỳnh Duyên nè. Xe like cho em nha, để lưu Huỳnh Duyên lại ghé lấy. Ủa sáng nay ai mà karaoke sớm hả bay? Dạ ai vậy? Mới đầu tuần karaoke rồi xin tôi sung dữ vậy. Ok gái, Dương Thùy em có số chưa gái? Rồi cái mã quần này coi giảm nha, để cho mình Green 25 chút ai chưa? Green 25 là cái này phải không bà Hana? Đúng là ok em tôi. Bé ơi đơn chị Hana còn đơn lựa thêm đúng không? Green 25 Hana đúng, cái này thì ok nha, cho mấy đứa giảm bỏ view. Hôm nay xả kho chút em xả quần Green 25 cho mấy chị mình 20.000 cái hết luôn. Green 25 20.000 cái hết luôn. Xả hết chứ nằm trong đây quá trời nữa là. Rồi chốt giùm em ha. Bé ơi, thôi để mặc đi vô. Ok chị, bỏ đó chị Hạ ra đi. Rồi áo bò sữa xanh giùm em, sale 25 nè. Bò sữa xanh sale 25 nè. Trời ơi, con áo này em thề với mấy chị luôn. Em sale 35 nè, nó rẻ đỉnh luôn á mấy chị. Nhìn giùm em luôn đi, nó đẹp giả mang con ngang. Em ơi, em lấy giùm chị cái không phải, để con gửi chị khỏi đâu. Combo 10 cặp combo cho chị xe tặng cho người ta, 10 cặp combo. Thiếu mấy cái gì chị tính tiền mấy cái vậy? Cứ tính tiền bao nhiêu trong hóa đơn đủ là mấy chị báo hóa đơn đủ nha, đừng có báo thiếu nha mấy chế. Áo hồng 35 cho Thu Thảo này. Rồi còn mấy gì nữa em? Chị 10 nguyên rồi, điện chúng ta không nghe máy chị cộng trăm rồi em bán. Áo này áo bầu xe 10 nè. À đây chúc em bầu tím nha, em sẽ tặng 10 nè thôi. Chúc bầu tím 10 nè. Rồi cái con quần này size S nha, size 19 nè chú mấy bà, luôn luôn cao. Chúc em S giùm em đi. Này là hàng không nha mấy nè, em tặng cho mấy chị mình chứ làm có giá này đâu mấy chứ. Rồi cái quần này 25 nè, có ren nè, 55-57 cái quần này. Chúc em quần ren 25. Cô cáo này em thề mấy chị em không có bán. Má ơi luôn, con cáo này không có bán rồi mấy chị. Bữa nay em bị sao trời. Áo màu cho chị Nguyễn Thị Thuy Thao. Rồi mã này chúc em mặc áo đuổi. Áo đuổi này Thuy Thao lên số chị ơi. Áo đuổi này em sale cả nhà mình 29.000 nha, em bao đẹp luôn á. Chúc em mặc đuổi hồng. Đuổi hồng giùm em. Là bộ tâm lanh xanh. Nhìn giùm em đi chị chưa. Rồi 35 nè, xanh giùm em. Quần 19 là chị Dương Thùy nè. Áo đuổi chị Thùy Dương Lê. Mua hàng lên số giúp em. Rồi nó đẹp. Rồi xanh giúp em nha, 35 nè. Rồi bộ xanh giùm em 35 nè. Bộ xanh 35 đuổi hồng thì chốt ai chưa? Cái quần đẹp lắm, chốt đi. Cái quần này rất là đẹp luôn. Chốt đi, chốt đi. Nha 25 ngàn, quần đẹp lắm luôn. Tôn xanh 35 là chúc cho Thùy Dương. Rồi cái mã này chiêu nào lấy chút mẹ mặc ngoài đó hết rổ không em. Quần trắng. Còn cái nữa mà. Quần trắng nha, size S thì mẹ em nó đẹp. Quần trắng size S, size 19 luôn đi. S trắng 19 ơi, cái quần nam này. Thiệt sự luôn trời, quần nam nó đẹp giả mang luôn trời. Mà mấy bạn đi bơm là sao trời. Rồi 50.000 cái quần nam cho chồng cái chương trình. Cái này là 70kg mang người giùm em luôn. Thôi bị đẹp luôn nha. Cái là cái gì đó? Cái này là con 35. Con 35 là cái xanh đấy. Trời ơi mấy chế ơi, nam bò 50.000 giùm em, nam xám 50.000. Cái này là bị bơm này chứ hàng không có chốt luôn. Nó còn 4 cái ha nè. Bơm 4 cái, người ta không có bán mà đi bơm trời. Ép chắc là chị Thuy Thuy Mon này. Cái quần này đẹp quá mà không lấy nữa trời.
rồi con xanh toàn bộ. Rồi 35.000 cho em mã con xanh 35. Xanh này xanh lẫn. Rồi 35.000 cho em xanh lẫn 35.000. Xanh lẫn 35.000. Cái gì đó chị comment cái gì á? Chị comment cái gì mà X19 hay gì chị Phương Nguyên. Trời ơi má ơi con Phương Nguyên ghét ghi. Cái quần này 60-65kg vừa ha. Đẹp giả mang con ngang chung. Rồi cho em mã bét ghi. Bét ghi bét ghi. Quần xám nam chị Trang vỏ 50. 50.000 nó đẹp lắm luôn á mấy. Bộ xanh lẫn cái chị Su em. Su em quần nam kèm màu nè. Quần nam kèm màu. Quần đùi là quần đùi gì vậy chứ em không biết quần đùi gì chị ơi. Rồi cái mã này nha, sale cả nhà mình nha. 45.000 đi. 65kg vừa bét ghi. 60-65kg chút bét ghi 45. Quần ok cho bà Hoa rơi còn 3 cái thôi bà ơi. Quần chốc đẹp lắm thằng Bơm nhập sĩ vô không có giá đâu. Rồi tiếp. Hôm nay em sale mà em sale cũng chậm chậm cho mấy chị mua đó. Rồi size mờ nha. Bét ghi chút rồi đúng không em? Bét ghi chút hiệp city. Rồi quần em size mờ sẽ tặng 25.000 quần ngố. 25.000 ngố mờ. Đôi này size 37 chán giả mang không thể gì lấy mang luôn. Mấy cái đôi này mà cứ bơm bơm là sao trời. Thiệt là đẹp luôn mà cứ bơm bơm hả. Size 37 là mới chết. Sale cả nhà mình ha. 45.000 đi. 37-45. 37-45.000. Rồi bộ bơ 35.000 dùm em. Bộ này con lanh ha. 55kg vừa. Rồi bơ dùm em đi. Bộ bơ 35.000. Bơ 35.000 dùm em. Rồi tiếp mã này chúng em là 27.000 đá. Giúp 37-45 cho Ngọc Dung. Kiểm tra Ngọc Dung chia sẻ chứ. Em chấm bài lên coi nhân viên dịch vụ kiểm tra chia sẻ nhé. Nam bò hết rồi. Bơ cho Phương Thảo 35.000. Rồi cái này chốt em ha. 27.000 áo đắp trắng. 27.000 áo đắp trắng gì nè. Muốn mời cho chị Dương đỡ vỏ. 25.000 đá cho chị Nguyễn Thu Tiết Anh. Quần này sale 25.000. Chốt em quần vàng phi sai. Cái quần là quần dập ly. Quần vàng 25.000. Đôi dép nè. Kiểm tra bao chị chia sẻ chưa chị đỏ. Bơm nhiều lắm đấy chứ. Cứ lận lận mà mua bơm. Thực sự bơm quá trời và đất bơm. Rồi con quần thun nè. 60kg vừa. Quần 25 là quần dập ly vàng đúng không Thao Chinh rồi. Đúng thì ok thì chị bỏ nha. Ok nè. Dập ly vàng cho Thao Chinh nè. Đợi nó chấm lên đi. Em cứ đợi nó chấm lên thì bỏ cho nó. Nó không chấm lên thì khỏi cũng được. Chị đã nói rồi. Chấm lên để nhân viên nhà em kiểm tra coi chia sẻ chưa. Không chấm lên thì chốt cho người khác. Tôi giết 45.000. Chị nào em đọc tên hàng bơm sale đó thì mấy chị chấm lên nha. Không chấm lên thì em để người khác. Rồi đây giết 45.000 em còn đó. Chị em nào lấy thì chốt giùm em đi. Giết 45.000. Rồi quần thun giùm em hả mấy chị ha. Quần thun em sale tặng cho cả nhà mình nha. Đôi dép em kiểm tra chị Phương Lê có chia sẻ chưa? Mới vô comment luôn. Phương Lê. Phương Lê chưa chia sẻ không được. Con Ngọc Dung mới thấy chia sẻ, mới thấy chấm lên kìa. Quần thun 25.000 chị Chiến Nguyễn. Rồi. Mã này chốt chùm em ha. Sơ mi trắng nha. Gài cái nút áo nha mấy chị. Cái nút đem đi gài lộn rồi nha. Giờ gỡ gài lại nha cả nhà mình. Phương Lê chưa chia sẻ chị ơi. Chia sẻ nó có hiện lên cái logo đó mấy chế. Mình nhìn mình tự thấy mà. Rồi cái này chúc em nha. Đẹp chưa. Xe 19.000 đây chút sơ mi trắng. Ba hàng bơm không đổ khùng á. Còn ngồi căng kiểm tra mấy bài chia sẻ nữa. Mệt luôn á. Rồi quần đen nè. Cứ chia sẻ là mua hàng sale bơm rẻ. Còn không chia sẻ thì mấy chị cứ mua hàng bình thường giùm em nha. Rồi quần đen size M 35.000. Mấy chị nhìn thấy cái kiểu nó đẹp nè. Rồi đen M 35.000. Rồi một con áo rêu nè. Dài tay rêu nè. Một con dài tay rêu ha. Rồi cái này giùm em một con vàng. Rồi cho giùm em mã này là mã combo ha. Combo giùm em đi. 2 cái áo 15.000. Combo 2 cái áo 15.000 giùm em. Combo 19 cho Dương Thùy.
Cái quần này 60kg vừa dùm em ha. Cho tặng với mình luôn 30. 60kg vừa 30.000. Cái em quần 30. Sơ mi rồi, combo chị Nguyễn đó em. Quần đen đúng đẹp luôn mà không chốt. Rồi bộ lụa đùi. Thấy nha anh Trúc Nguyễn. Rồi 25.000. Chứ em mã là mã bông. Bà vô chậm rồi. 25.000 chốt bông. Giờ mới vô thì làm sao mua được cái dép được. Dép để giờ qua mấy mẫu rồi mà. Quần 30 chị NTT Win. Lên số chị ơi. Áo này sale 5.000 chút em rêu. 5.000 đồng chút rêu. Bông cho Thùy Dương. Rồi một con áo đuổi trắng. Đẹp giả mang con ngang luôn. 29.000 đồng áo đuổi mặt kinh thể với chị luôn. Nó đẹp một cách kinh khủng kinh hoàng luôn. Bông chút ai chưa em? Rồi trời. Rồi cái này chút em ha. Đuổi trắng đây. 29.000. Đuổi trắng 29.000 đây. Rêu chị Nga Phan. Còn con quần lưng siêu cao. Cái này là size S nha. Cái này rút dài mấy chị về mình vẽ mình gài vô ha. Này. Còn sale cho mấy chị mình 25.000. Chúc em mã siêu cao. Lỗ chốt rồi. Đủ 29 cho chị Thánh lên. Còn cái mã này chốt giùm em. Quần này size L nha. Phơm to lớp 35 nè. 60kg mình mang vừa quần này. Chốt em mã này là mã L đen ha. Đủ trắng chốt rồi, quần 25 cho Thu Thảo. Rồi cái này chúc em lò đen ha. Lò đen 35. Áo bẹp vai. Xeo tặng cả gia mình 19.000. Chúc bẹp vai. Lò đen 35 cho Chiến Nguyễn. Chúc bẹp vai 19 cho em. Rồi mã này chị đầu lại chúc em gấu đen ha. 35.000, gấu đen 35.000. Gấu đen 35, bẹp vai 19 cho chị Nguyễn Loan. Còn một con áo 2 dây vàng, áo lụa 2 dây, mặc dễ thương á. Sale 25.000, chúc em 2 dây vàng. Lờ đen chốt rồi. 2 dây vàng, em 25.000. Đỡ con khách không hiểu sao bị bơm hoài luôn mấy chị. Tao không biết sao luôn á. Nè, 40.000 luôn á. Trời ơi, cái áo nhập vô năm mấy 60.000 luôn. Hoài, bơm hoài, bơm hoài, không hiểu nổi. Không hiểu đụng tới cái áo vô là bơm, đụng vô tới cái áo là bơm luôn á trời. Lò đen em chốt rồi nha. Gấu đen cho bà Bùi Huynh nè, 35. Rồi còn bộ, còn cái áo lụa vàng đó là 25.000. Rồi một con quần nè. Xe tặng 25.000, xe S lưng siêu cao hết. Bên em lưng siêu cao. Quần S 25. Quần S 25.000 dùm em. Rồi cái này coi giãn là mấy chứ ơi. Hai dây vàng chút lên. Cái này là coi giãn dùm em nha. Xe 19.000 luôn, lọt like 19. Size S luôn. Quần S siêu cao 25 là cho Thao Trinh. Cái này là lọt like cũng là S luôn, size 25. Khá là đẹp. Cái này là like combo, size combo cho mình. Size combo nha. Về có bộ về giặt đừng có kiện cáo thì tụng dùm em một cái sơ mi. Rồi. Má ơi, một cái áo cổ lọ. Áo bơm em làm bán cho mấy đứa nhân viên rồi chứ. Rồi, một cái áo dài tay. Sale combo này dùm cho em. Nhìn với 750. Ờ, vậy chắc nó đi đơn luôn rồi đó. Lấy tiền mà lấy. Rồi, cái này chốt dùm em. Combo em xe chỉ cho mình 20.000 ba cái thì chị làm nguyên. Cái này em xe tặng cho mấy chị. Chứ còn hả? Không có lời lãi cái gì đâu mà. Bán cái combo này đâu mấy chị nghe. Rồi cái này chốt dùm em. Áo đen dùm em 35.000. Áo đen 35.000. Rồi cái này chốt giúp em luôn. Đá đen. Đẹp chứ mấy bạn. Đá đen dùm em ha. Đá đen dùm em 35.000. Là áo đen lên số. Đá đen vậy nè. Ok chị Đàn Nguyên thấy số. Đá đen chị Nguyễn Loan 35. Quần riêng S nè. Xeo 29.000. Ai lấy chốt dùm em riêng S 29. Riêng S 29. Cái này là combo. Con xeo cho mấy chị mình cái chân váy này nè. Ý đó còn cái nào em? Tím là cái gì vậy? Tím là cái gì? Chân váy này xeo 5.000. 55kg vừa.
Trời ơi, mua mặc đi biển, mặc đi đi dạo mát, mặc đi ở nhà vòng vòng, mặc rượu cũng được, có 5 ngàn mà. 5 ngàn có 3 cái, chút em CV5. 5 ngàn có 3 cái thôi, chút CV5. Đã đen hết rồi. Rồi, cái này chút em đầm, nó hơi bị lỗi xíu dính màu. Theo lỗi dính màu 10 ngàn, ai lấy chút em mãi dính màu 10 ngàn. Rồi, 5 cho cô chủ nhỏ. Cái quần này là size S là đẹp dã man luôn. Để cô làm ở dưới. Size S mấy chị, size 25 ngàn, quá đẹp mà không chốt. S25. Rồi cái quần này size 19 ngàn nha. Ai lấy chút em M19. Đẹp lắm, M19. Quần riêng kèm size vô chị ơi. S5 ngàn hồng trần. Quần riêng kèm size vô. CV5 ngàn hồng trần. Rồi cái này nha, u mì treo tặng cả nhà mình luôn, 19 ngàn nè. Nhìn cũng như ôm. Anh lấy cái quần đen 19 ngàn. Mua cái quần đen rất là bơm này. Mua cái con gà cưa luôn. Mua luôn. Buồn lắm mấy chị, lan không nổi luôn. Chân váy. Ồ lộn, view mà thấp quá trời. 19 ngàn quần mờ cho tím chung. Ủa mình chính là chị Chiến Nguyễn. Em còn mã S25 không? S25 này đẹp giả mang luôn. Mỏng chốt S25 nè. Rồi một con này sale 27 nè. 27 ngàn chút em ạ. Đầu lâu 27. Lấy con S25 đi chị Thuy Môn. Cái con nó phơm đẹp. Rồi cái này con thương hiệu Grab nhớ là. Bà đầu lấy chút Grab hồng đi 25 ngàn. Là combo chung quấy 5 ngàn còn mấy cái luôn nha mấy bạn ơi. Đầu lâu chút ai chơi em? Đầu lâu cho Nguyễn Loan này là chân váy 5 ngàn còn mấy cái đẹp lắm luôn. Mấy chị nhìn cái bì nó chị biết xịn rồi. Kim khuê đơn đi rồi á. Rồi cái đầm này nó bị dính màu một xíu thôi. Chân váy 5 ngàn 2 cái cho Thu Thảo. Cái này sale tặng á. Nè cái này có 2 cái nó bị dính dơ xíu, nem xíu. Sale cái đầm này có 9 ngàn trung niên đẹp lắm luôn. Có 2 cái chút giùm em đầm trung niên. Đắp hồng cho Dương đỏ vỏ. Chân váy 5 ngàn cho tím chung. Đầu lâu hết rồi. Quần này size S luôn, size 25 ngàn. Size 15 ngàn đi. S thì size 15 ngàn, chút S15. Cái này S15. Chị Thuy Ngoan lấy cái này đi, bảo đảm luôn, lên form đẹp giả mang luôn. Cái đầm siêu bơm. Rồi đầm bầu nè. Con đầm bầu mua gì mà cũng bơm là em cũng chịu rồi. Rồi đầm bầu giúp em 35 ngàn. Em siêu bơm ở quán gà, quán cá luôn. Chứ mấy giờ chị like vậy ạ? Giờ chị đang like đây nè em. Rồi quần u mì 39 ngàn đồng. Đó là đúng liền. Đập bầu 35 cho chị Phương Lam Lê. Chị đang like đi mà gái. Rồi cái này nha. Má ơi đẹp chưa? Hồng Hạnh là bị đánh dấu để em. Đi đâu rồi đến tối gọi lại cũng không nghe. Có nghĩa là đi cả ngày cả đêm luôn á em. Rồi quần u mì nha. 55-57 kg vừa. Tay mà dạng u mì cũng có kéo hoàn toàn. Ai lấy chút 39 ngàn u mì. 39 ngàn u mì. Cái này bé nha, theo cặp 10 ngàn. Một cái áo 10 kg. Một cái quần 10 kg. Chúc em mặc cặp 10 ngàn. Cặp 10 ngàn vậy đó. Hết bơm chưa em? Đổ ra đi. Rồi cái này nha. Quần lê xanh, má ơi luôn. Caro chị Trúc Lê. Rồi cái này lê xanh giùm em nè. 39 ngàn, 60 kg vừa nha. Lê xanh 39 ngàn giùm em. Cặp 10 ngàn nè. Thị Hà Lê. Bầu chốt rồi. Rồi cái này 25 ngàn. Chốt em là 2 dây xanh. 25 ngàn giùm em đây. Chốt em 2 dây xanh 25 ngàn. Rồi cái quần, cái áo này chị đồng lấy chốt em áo vàng xem tặng 15. Lê xanh chốt ai cho em? Lê xanh là chị QN Trần. QN Trần lên số. Quy nợ trần lên số. Cặp 10 ngàn chút chưa? 15 ngàn hoa vàng. 2 dây xanh là 25 phương thủy. 15 hoa vàng em. Rồi, quần tay rồi. Hoa vàng 15 chị Linh Ngọc. Rớt cái áo rơi xuống áo cho chị em. Cái áo dâu mà. Rồi, cái này chốt giúp em ha. Thái Hồng nha, áo này áo Thái cho em đi 25 ngàn.
hai dây xanh chút rồi, chặt chút rồi nhé. 25.000 chú giùm em ạ. À, hai dây hồng. Rồi cái mã này quần này, quần này coi giãn nha, size này size L luôn. Sale 25.000 chú em quần L 25. Bạn hết rồi đó. Quần L 25 cái này chi coi giãn luôn. Thái hồng cho Thương Thảo. 25.000. Chị Quy Trần lên số đi chứ. Rồi quần ống loe L 25 cho 9.000. Ống loe nè, ống hộp loe. Rồi cái này size 26, 27 mang vội nha. Sale 25.000 cho chú em quần xanh. 25.000 cho em quần xanh 25. Ôi là trời, cái con trung niên đen này em thiệt. Mấy chị ai mà chốt được bơm này, thiệt luôn này, con nhìn nhìn em. Ai mà chốt được con này mà bơm gì trời. Rồi 35.000 đá đen thì em. Đá đen 35.000. Lò 25 là gì chứ, lò 25 là gì. Rồi con áo cho bé đuổi đó. Sale 19.000 đồng 2 phần 15 kg, chúc em mà đuổi. Đuổi giùm em nha. Ai đã đuổi chút đuổi. Rồi con này sale 10.000. Ai lấy chút em trắng 10. Áo hôn ha. Trắng 10. Chứ rồi chị chốt gì vậy. Đen chú chị Trang vỏ 35. Quần xanh 25 chị Ánh Thủy lên xuống. Rồi còn hai mã thôi, bắt đầu lấy chút. Trắng 10 chị Lành Nguyên. Ừ, trắng 10 chị Lành Nguyên. Con này dơ nè. Về giặt em xe 10.000. Về giặt dùm em nha, em xe 10.000. Chứ em mặt trắng dơ 10, đá đen hết rồi. Ánh Thủy lên số chị ơi. Cái này đi chỉ dơ 10.000. Đây bé 15 nè. Bé 19 chứ. Bé 19 cửa giá là đi thi môn là bé 19 nha. Bé 19 nha, thi môn chứ phải bé 15 đâu em. Bé 19.000 á, chứ phải bé 15 đâu. Ánh Thủy thấy số nè. Rồi cô quần riêng nè mấy bà. Má ơi luôn. Rồi cô quần riêng này xe bé cho mình 50 co giãn nhé. Riêng 50 co giãn size size S. Chốt riêng S 50.000. Trắng 10.000 chút rồi đúng không em. Con áo lụa này xe 19. Bà nào lấy chút em mặc áo lụa 19. Áo lụa giùm em 19 nha. Rồi một con quần thun. Cái này là da lộn nè, đẹp chưa? Sale tặng với mình luôn 30.000. Trắng 10.000 chốt cho em. Da lộn sale 30.000, quá đẹp luôn á. Size này là size S, trắng dơ 10.000 ấy. Còn cái trắng dơ 10.000 chốt chưa? Cái trắng 10.000 còn cái dơ 10.000 nữa. Ai trời. Cái trắng 10.000 bé đang cầm cái đó dơ, dơ chút ai chưa? Rồi áo dơ 10.000 này chú với chị Hồng Nga. Mã lụa 19 chị Phương Lam Lê. Đó. Quần riêng 50 chị Thuy Mo. Quần 30.000 cho cô chị nhỏ đây. Rồi tiếp. Rồi chân quay u mì. Cái này 45 kg. Em xe 19.000 nha, 45 kg thôi nha mấy chị nha. Ai lấy chút u mì đỏ. U mì đỏ giùm em. Tương tác xe lai để bên đây nè. Chờ à. Rồi 25.000 giùm em bò sữa đây. Áo rút bò sữa 25.000 chú em mã bò sữa 25. Rồi áo đen 35.000. Ok chị, Đành Nguyên đổi số nè. Rồi 35.000 đồng giùm em. Thả đơn cô chủ nhỏ đi em. Quần đó nãy giờ chốt được 1-2 cái thôi. Em lấy cái quần ở trước đi, chút nhớ là bỏ ra. Lấy cái quần ở chốt quần khác trước đi. Em mua cái bơm hàng cho nè, mệt. Đừng có vô like em chọn nó chị. Đừng có vô like em chọn nó, cái quần da lộn màu đen á em. Cái quần da lộn màu đen đó em chốt lại cho chị Hoa Rơi đi. Đừng có vô like chị chốt nữa đấy. Ok. Bò sữa chị Bùi Thị Thiếp. Xe bơm mà gặp cái quỷ giá ám giả mang luôn. Rồi. Tao lại mày luôn á. Bùi Thị Thiếp lên số. Áo đen 35.000 chú áo đen. Rồi tôi lại mấy má luôn á. Mấy má nào mà không có nhiệt tình mua thì đi ra giùm chút cho mấy má. Áo đen chú ai cho em. Áo đen chú chị Huỳnh Thị Hoàng Linh nè. Chú Hoàng Linh số điện thoại giùm em. Rồi cái này nha. Bộ này sale cái cho mình. Huỳnh Thị Hoàng Linh lên số.
19 ngàn bộ này thôi mấy chế nha. Má ơi nè, sale cái bộ này cho mình có 19 ngàn thôi, chứ em bộ này là bộ 19. Em chưa ông á, bộ 19. Cái chị tập viên em lấy như đây cho nó rộng cái này trước đi. Áo đen chống rồi nha. Lên số điện thoại đi em, mà không lên thì để người khác. Của hàng mình kèm số điện thoại vô, không kèm em để người khác. Ok Thảo đâu đi con. Mấy chị không kèm số điện thoại thì em sẽ để cho người khác nha. Thấy bom em thấy quải luôn à. Bộ chính nó chỉ là nguôi. Bùi Thị Thiết có số chưa em? Lỗ nè. Rồi, con Hoàng Linh đâu có lên số thì em để cho bộ 19 á, cho Nguyễn Thị Thuy Thao. Khi nào có số thì bán nha con. Bây giờ em mua hàng em kèm cái mã cái số vô luôn đi. Rồi chị bán cho nha. Bộ 19 chốt thôi chị. Đây bộ 19 cắt bỏ cho con bé Kim. Rồi áo rêu giùm em nha, sale 25 ngàn. Áo rêu 25. Áo rêu 25 giờ xin số mệt quá. Ai có số kèm vô chốt. Rồi một cái quần size S nè. Sale 35 ngàn quần ngố nha. Ai lấy trước giùm em là ngố 35. Ngố 35 ngàn. Trời ơi cái quần này nó đẹp chưa. Rồi cái quần đuổi nha. Thôi mình dính dơ xíu thôi về giặt nha. Áo rêu chị Phạm Ly 25. Quần này 60kg vừa. Nó dính dơ xíu về giặt giùm em nha. Rồi 35 ngàn chú em đuổi kem. 35 ngàn siêu lỗ luôn á mấy chị. Quá đón con học vậy hả. Rồi quần tay giùm em à, 39 ngàn. Quần kem với lại quần ngố chốt rõ mã chị ơi. Cái quần này 58kg vừa giùm em nha. Tay tím 39 ngàn. Ngố 35 cho Bùi Thị Thiết 35 ngàn. Rồi quần kem với chị Phạm Ly 35 ngàn. Cái quần này nó chế đẹp lắm luôn. Đẹp giả mang luôn. Rồi cái quần này quần đùi nha. Cái này có thể cho bé mặc cũng được đó. Em sale cả nhà mình cái quần đùi này 35 ngàn luôn. Cái này có thể cho bé mặc luôn nha. Ai lấy chút em đùi bé 35kg là mặc được à. Quần tay chống chị nhà bạn Mỹ. Rồi cái quần ca, quần đùi trắng 35 ngàn. Đùi trắng 35 giùm em ha mấy chị. Ủa hư khóa rồi. Xe S bị hư khóa thì em sale cho mấy chị mình 10 ngàn đi. 10 ngàn cho em mà hư khóa. Tao kéo sao hư khóa lắm mày ơi. Rồi cái quần này sale 19 ngàn nha. Cho bé 35kg vừa. Chứ em quần đen 19. Ai lấy hư khóa chút hư khóa. Rồi một con áo bầu dập ly 35 ngàn. Chứ em mã bầu 35 ngàn chú em mã bầu 35. Đồ bé cho chị Nguyễn Thị Đan Trinh. Ai lấy hư khóa rồi thì chú hút nó. Rồi trắng 35 gì em ơi. Trắng 35 là cái gì? Hư khóa đó chứ không phải trắng 35 đâu. Bầu 35 cho Thùy Dương. Quần xe S nè. Xeo 25 ngàn chú em mã 1. S chốt mã 1. Rồi một con u mì 35 ngàn. 60kg vừa. Cái này là chất u mì 35 ngàn u mì đen. U mì đen giùm em 35 ngàn. Rồi bò sữa sale tặng 19. Và nào lấy chút em bò sữa 19 ngàn hơn giả luôn. Hư khóa chị Kiều Dương. Mua giùm em 2-3 cái đi đông nha. Rồi bò sữa giùm em 19 ngàn. Đen 19 là cái gì đâu em? Kiều Dương lên số chị ơi. Đâu có mã nào đen 19 đâu mọi gái. 19 bò sữa cho Thảo Doraemon. Đen 19 là cái gì Nguyễn Thị Đan Trinh. Rồi 35 ngàn chứ em áo đen 35 ngàn nha. Áo đen giùm em đi 35 ngàn. Rồi loan hồng giùm em 35 ngàn. Kiều Dương có số cố gắng mua giùm 2 cái đi chị nha. Rồi loan hồng giùm em đi 35 ngàn. Loan hồng 35. Đen 35 cho Nguyễn Thị Nguyễn Thu Tuyết Anh. Hồng chốt cho Nguyễn Loan. Rồi cái quần này size S nha, 35 ngàn. Lưng cao giùm em nha, không có lưng thấp nha mấy chị. Nè, 35 ngàn size S lưng cao giùm em, form đẹp lắm luôn.
S35. Cái quần này size 19 nha cho mấy bà luôn cho rồi. Đẹp giả mang size S19. Bà nào lấy chút S19 cho em. Rồi áo đen. Áo đen 60kg, size tập 25 nè. Chú em mặc áo đen 25 nè. S35 cho Nguyễn Loan. Áo chui đen này mấy chú ơi. Em còn mã chui đen này. Sale tặng 19.000, sale lỗ luôn. Chui đen giùm em đi, 19.000 chui đen. Áo đen 35 thì chốt ai chưa? Áo đen 35 thì cảnh da. Chui 19 cho Thùy Dương. Đen 25 là cái gì đâu? Cầm gian lên số chị ơi. Cái này là cái gì đâu? Cái này là cái gì? Đen 25 là cái gì bà? S19 cho Kiều Dương. Là đen 35 hết rồi đó. Cái đó là đen 25 đó. Đen 25 như chị Trang bỏ. Em ơi, đổ đổ đi ra lấy cái đổ hút nó vô đi. Nhìn cho nó dễ mã coi. Rồi cái quần này xí tinh lờ má ơi. Xeo tặng 25 ngàn cái phơm. Ngố to ghê. Xí tinh lờ 25 ừ, đổ đi hết. Xí tinh lờ 25 dùm em. Chu đen thì chốt ai chưa gái. Chu đen còn đúng không? Hết chu đen rồi mấy bà ơi. Còn có màu chu khác. Để chút nó lên. Không có mẫu bên kia. Rồi cái này nguyệt lò đen luôn siêu cao chưa chị đò tê nguyên có số rồi nè đò tê nguyên cái tinh lò 25 này đò tê nguyên cô quanh nổ chúng cái nổ nó đó nha mở ra ngoài đây nè ở đây sát ở đây rồi cái này chốt giùm em đẹp chưa. Size L nha em xem cả nhà mình con L này 25 ngàn luôn. Trước em đã L 25. Ủa quần nam còn mấy cái bơm nè mấy bà. Không có hàng bán luôn. Cái này để cho bà Hoàng Lan cái. Còn hai cái này để cho bà Hoàng Lan luôn coi. Rồi lưng cao S chốt rồi phải không. L đen là chị Hương Ngô là 25 ngàn. Rồi bộ ngố. Rồi xe bơm thì cả nhà mình bộ ngố này đẹp chưa má ơi luôn. Rồi bộ ngố giùm em đi 39 nè. Ngố 39 áo này xe 19 ngàn nha. Cái đó chị chốt rồi bà chị gọi gì vậy. Không biết mà Sammy sáng tôi bị gì tôi mới để cho bà bán cái quần nam á. Rồi chốt nha nè. Mã này 19 ngàn áo thái. Không biết sao luôn á, lúc thấy bị gì bà tôi ra vô mấy lần. Ố chị Chi Nguyên. Cái quần này sale 15 ngàn nha, sale L và nào lấy chút em L 15. Ra vô mấy lần luôn á bà. Rồi sale 37Z nè. Sale 40 ngàn, đôi này bà nào mua đi. Mang rã lắm, rã chân lắm. 40 ngàn sale 37. L 15 cho bánh gạo. 40 ngàn sale 37 giùm em. Rồi cái quần này 35 ngàn nó đúng đẹp luôn á chị. Lưng siêu cao luôn. Nè. Cái phong thì đẹp giả mang luôn. Xe 30 ngàn đi. Chút em 26 lưng siêu cao. Cái áo 19 ngàn đẹp lắm luôn. Mà phải là quần dập ly 35 ngàn má ơi. Dập ly 35 ngàn. Chút em mãi dập ly xanh nha. Cái 55kg vừa. Áo 19 cái chị Hồng nha. Ít liên ơi chị thấy em nha. Mấy chị cố gắng tương tác giùm em với dép 37 chị Hoa rơi. Chứ tại vì lý do là bị dở. Không biết sao thấy cái Facebook nó bị sao. Không ai coi live được hết đó mấy bạn. Quần ba, quần này em sale 30 ngàn. Mà là lấy chút quần 30. Ok ok. Rồi có gì hình như là để tôi chị coi đơn cho. Giờ hỏi tôi rối não á. Hỏi tôi rối não đó mấy bạn. Rồi cái này sơ mi 19 ngàn nha. Chúng em mã sơ mi. Áo thái nè. Quần gì vậy chứ Hiền Nguyễn ơi. Cái quần này xe 30. Đây là chính xác bà Châu My nè. Bà Châu My là bị cái đơn hàng bả là lộn số má ơi. Chết nị rồi. Có Châu My làm cái đó không em? Không. Nãy mới chốt đóng Châu My luôn á. 7-8 cái Châu My luôn.
chán chơi trời luôn trời. Quần 30 cho Hiền Nguyễn nè, chán giả mang con ngang. Sơ mi chị Thanh Hồng su bi luôn, bên chân bay không, bên chân bút không luôn. Châu My bị lộn số, để chút nó gọi thử chút đâu không được nữa rồi. Châu vô là chuyên gia luôn, vô là chuyên gia luôn. Rồi áo trắng Thái xe 19 nè. Rồi là lấy chút em lại trắng 19 nè, tôi bó tay. Nè mũ sale 2 cái 20. Mũ sale 2 cái 20. Trắng 19 chị Thanh Hồng su bi. Này rất là khổ cực luôn, mà thấy mấy bà vô mua hàng quải luôn. Rồi cái này chú giùm em ha, 27.000 đi, tự trắng 27. Ủa chú chị Phương Duyên Duyên. Ai Nguyên chốt đơn em rung tắt cho mua gọi lại chốt đơn. Tắt máy bọc, cố ý bơm hàng, giờ hỏi áo chị mặc còn không còn em. Trắng 27 cho Nguyễn Loan, lấy mấy cái còn em. Còn nhiều lắm. Rồi, nguồn gốc cái gì? Lấy đồ. Ông ba đâu? À, ông ba đi rồi. Tên gì xuống lấy tiền. Ủa chú ai chị em? Rồi. Còn cái gì dưới đó vậy? Ồ, dập ly chú rồi mà. Quần dập ly chú chị Phương Lam Lê. Bà Hoa rồi, mũ thứ sale rẻ bồi ngàn cái nó nhiều. Còn được ít là bà có lấy mấy cái tôi lấy cho. Còn được ít thôi bà lấy mấy cái tôi lấy cho. Rồi cái này nha. Rồi cái này chị nào lấy chốt em quần này 60kg em sale tặng cho mình luôn 30 nha, 60kg chốt quần 30, lai bơm đó mấy chị. Mũ là không chọn mẫu, mấy chị nào lấy thì chốt ok. Áo này bị dính dơ xíu, sale cho nhà mình 10.000 áo hồng. Dính dơ xíu, sale 10.000 áo hồng. Lấy 5 cái mũ cho bà Hoa rơi. Còn cái này chốt dùm em, quần 30 cho NT Huy. Đây cả nhà mình chữ trắng này 27 còn cái bắt đầu lấy chút chữ trắng 27. Chữ trắng 27 giùm em. Áo hồng 10.000 cho Như Ngọc, mua hàng lên số nha gái. Áo Thái đen nè. Đẹp lắm luôn. Áo Thái đen, Doraemon đen. Chắc 27 cho bà Sammy. Rồi Doraemon đen 39.000 con này áo xịn nha mấy chị. Áo xịn giùm em Doraemon đen, Như Ngọc có số rồi nha. Sáng nay lai buồn lắm đấy chứ. Rồi cái quần này bà đã lấy chút đem size L cho tặng cho mình 25.000 luôn. Chút L đen 25.000. L đen 25.000, cái quần này hơi bị đã luôn. L đen 25.000. Em còn cái đá đen á. L đen 25.000. Doraemon là cái gì ta? À Doraemon đây. Doraemon đen cho Như Ngọc này 35.000 đi. L đen 25.000 cho Hương Ngô. Rồi cái quần trắng nha, đẹp chưa mấy bạn? Nó là bị dính bụi dơ xíu, size S nha. Lưng siêu cao, size 30. 30.000 chú giùm em mãi trắng. Cái gì ta? Lấy em hai cái, một cái 3 tuổi cái. Bé trai, một bé trai em hết rồi. Em hết của bé trai rồi, còn một bé gái thôi nha. Rồi tiếp. Còn một bé gái thôi nha mấy chế ơi. Ai có con bé gái thì chốt nha. Rồi cái quần này size S giùm em ạ. Quần trắng này cho chị Thanh Hồng Sumi 30. Cái này sale 30.000, size S chốt em xám nha. Cái này là em sale bơm mấy chị. Có giá này đâu. Cái này là bơm hết hết rồi. Xám giùm em 30.000. Xám 30 size S. Trời ơi con chân váy này 35.000. 45kg mua gì mà đi làm. 45kg 35.000. Đó rồi 35.000 giùm em nha. 45-50kg. Ok chị nè, Nguyễn Thị Thuy nè. Lấy một bé gái 2 tuổi mấy cái. Một cái thôi ok. Quần trắng hết chị ơi. Rồi một con khoác nha. Sale 25.000 khoác len lửng. Chốt khoác len lửng 25. Quần xám là chị Trinh Trần. Quần xám. Nãy nói quần xám nó như quên mấy bà. 30 rồi. Rồi khoác lên lửng giùm em đi. Đã lấy chút khoác lên lửng 25. Chết trời ơi, con đầm đen nè. Mà nó lấy chút liền. Xe tặng đi mình 35.000 nha. Đẹp cho U Mì.
Rồi đầm đen 35 nha. CV công sở 35 là chị Trúc Lê, cái chân quá được. Rồi con quần riêng này. Lai tối nay xã quần riêng nam cho mấy chị mình mua nha. Máy đen là chị Bùi Thị Tuyết 35 nè. Mấy chị em mình nó tối nay vô xe lai đông đông á. Em lai cho mấy chị mình quần riêng nam sale luôn. Ừ chốt dạo quá trời luôn á chị. Lấy 5 cái mũ ok cẩm trang nè. Đầm đen chốt rồi. Chị Pháp Luẩn ha, 25 chị chốt lên. Cái quần này size đại luôn, size 30 ngàn. Cái này quần ngố luẩn á. 60-65 cái chốt ngố. Em mới cho một con bé nó nghỉ làm rồi mấy chị. Nên là bữa nay nhà em ứ hàng lắm. Thông cảm giúp em 35 ngàn. Rồi cái này nha, đẹp cho mấy bà. Quần thêu cho bé nha, size 19 ngàn. Cái này tầm 25 ký mang vừa. Chốt em ở quần bé đầm 35 hết nha. Quần ngố này là tư quyên, nghe số ký rồi chốt nha. 30 ngàn. Rồi 35 ngàn nha, chúc em áo đen 35 ngàn. 35 ngàn áo đen 35 ngàn. Cứ thường thường tối 7 giờ 7 rưỡi là em like. Giờ em like cả ngày mà. Tí nữa em nghỉ ăn cơm xong 2 giờ em like tiếp rồi mấy chứ. À quần ngố em chốt rồi nha. Rồi mã này chúc em ạ. Chị Thu Thao Huynh nè, quần bé 25. Rồi, Grab Real sale 25 ngàn, áo đẹp lắm. À, Grab Real, ok nè, áo đen chị Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thu Tuyết Anh 35 ngàn. Rồi con sơ mi trắng Bùi Thị Thiết, xã Đơn, bên em xã Cái, xã Hấp Đơn. 4 cái hả? Gần gần để bắt của chị Lan. 5 cái rồi rồi bóc chị Lan được chứ. Hỏi nhiêu tiền? 160. Ủa đâu tôi bóc tiền chị Lan đâu bóc tiền. Mua hàng mà người ta đặt không có, đặt cứ xả tới xả luôn hoài. Mấy người đó không có đi mua hàng được đâu mấy chứ. Hỏi nhiêu em? 160 chị. Mấy người đó không có đi mua hàng được đâu. Khỏi mua đi mấy chị ơi, mất công. Thích quá ra chợ luôn mua được. Ở trên đầu có mấy cái thì bỏ ra chị bán người khác đi. Trước đi. Chị đã không mua hàng được ở đâu đâu. Bên em xả cái là xả hấp đơn. Vậy đi nhanh thấy cả nhà mình đó. Cứ xả cái là xả hấp đơn thì em mua đi. Rồi đó khang cổ. Thích cái lãi, thích cái xả chơi vậy. Ở đây mà còn xả được thôi chứ hàng mà tới nơi còn xả cỡ gì nữa. Để chị lưu cái à. Cứ lấy quanh lên thì bán cho người khác mua, lấy cái đầm ra chốt người khác cái đây. Cái đầm đen mới chốt. Đầm đen mới chốt. Cái đầm lại chốt lại cho chị đầm đen ấy. Đầm đen chốt chị chút lên. Rồi tiếp nha. Được chốt hai ba cái của nó lên nè. Chút cũng chưa lên là bóc tiếp. Mất thời gian. Áo riêu chị luôn nguyên 25 nè. Mua hàng siêu rẻ mà làm như mua hàng 200 ngàn. Đưa hai cái cô nó lên trước đi em. Rồi sơ mi trắng. Mua hàng siêu rẻ luôn, sale có mấy 20 ngàn. Chưa bạn mua bánh mì ăn nó làm giống như là mình đi mua đồ 200-300 ngàn mấy bạn. Trời ơi má ơi kỹ quá à. Trời ơi má ơi siêu kỹ quá à. Đổ xăng lết cái lời ra chợ mua giùm cái mấy má. Rồi 19 ngàn chút sơ mi trắng. Ra chợ mua nó bán 19 ngàn 20 ngàn. Trời ơi là trời. Rồi ở nhà phè cái lờ ra bấm điện thoại hàng tới nơi. Mua hàng siêu rẻ. Sẽ tới xả lui. Sơ mi trắng ở chị Nguyễn Thị Thư Thao. Rồi cái áo bò sữa sale 25 ngàn. Bò sữa 25 ngàn. Của một lờ nó còn mấy cái nữa. Rồi cái quần ngố nè. Đi ra đồ mua có cái quần ngố này 30 ngàn. Ngố S 30 ngàn. Má ơi. Ngố S 30 ngàn. Lại lờ. Rồi cái này nha chỗ đủ bé nó chọn hai cái quần thiệt đẹp luôn á mày. Rồi cái quần này size 29 giùm em nha. Rồi cái quần này cũng ngố luôn, size 30 luôn, chúng em size 29 lại cái hồ. Rồi cái quần nè, chỗ cái quần đen má ơi size 19 ngàn mà ở trong này da lộn luôn, size 19 nhưng mà quần này phân nhỏ lắm, 45 ký à. 19 ngàn đồng nha.
lên. Quần 19.000 là chút nha. Thuy thuy qua dù mắt em nó đau, chị nó bị chảy chảy gân máu đỏ. Mệt ghê mệt. Hai mươi chín cái nhã quyên 30. Em còn cái bò sữa nha các bạn. Bơm quá trời nó mấy chị. Quá trời đất bơm. Cái đó khoác rồi là lấy cái mẫu ở đây em. Rồi áo đá Thái nè. Đẹp chưa? Đính nè. Rồi 39.000 Thái hồng nha mấy bạn. 29.000 Thái hồng giùm em. Cái đó có mấy cái đó? Một cái chị. Rồi cái khoác đen nè mấy bạn ơi, sale cả nhà mình nè. 35.000 khoác đen nha, khoác kéo. Khoác đen nè, có mũ luôn, 35.000. Khoác đen 35 giùm em. Thái hồng cho Sammy. Khoác đen 35 này có được không? Ủa hai cái giống màu mà bay. Giống màu thì diễn ra đi hai cái gì ạ? Vậy rồi. Thái hồng như sa mây, khoác đen có 10 cái. Khoác đen cho ngàn bỉ. Rồi. Nhiều. Cái khoác đen rất đẹp, mấy chị mình chốt đi nha. Rồi 35.000, chú giùm em mã là mã Thái cam 35.000. Khoác đen là chị Trang vỏ. Có mũ nữa, mặc đi xa cũng rất là tiện luôn. Rồi, một con quần xe S. Xem phải cho mình 35.000. S 35.000. Đây cái áo này được mấy bạn. Áo này sale tặng cho mình. Khoác đen đẹp lắm. Thái cam với hương ngô. Chút hai cái hết. Rồi cái này ha. Áo này sale 5.000. Bà nào lấy chú em ạ, áo xanh 5.000, có hai cái áo xanh 5.000. Áo này sale 5.000 luôn, chú em đã lọ 5.000. Lọ 5.000 nha. Rồi khoác đen cho Mai Thảo. Thái cam chốt rồi. Rồi cái này quần bé, chị thương chứ mấy bà. Khoác đen chị Hồng nghe. Nè, quần bé sale 30 thôi. 35kg chút quần bé. 35kg 30 chút quần bé nha nè. Cổ lọ 5.000 chị Thuy Mon. Đây nè. Áo tặng 5.000 chị Thuy Thao là cái kia. Còn cái 5.000 là cho chị Thuy Mon. Rồi tiếp. Quần riêng size L. Riêng L nha mấy bà ơi. Sale 25.000 cho mấy bà luôn. Chú em mã L 25. L 25.000. 39.000 triệu đỏ. Cái này mặc với cái gì cũng đẹp hết á. Khỏi do dự. 39.000 kiểu đỏ giùm em thôi. Có khó kéo á. Nè, bánh mèo đó, 39 kiểu đỏ. Quần bé chị lời. Lời gì? Lời đó em. 25.000 lời đó em. Lờ 25 chị Hôn Ngô. Đó bé nè, 25 lờ Hôn Ngô. Cái này cho 25.000 luôn đi. S 25 luôn cho nó hết nãy rồi. S 25 luôn đi. Lời đó em lên số chị ơi. Rồi 35.000 chút dạy tay sao. Đỏ 40 cho Thùy Dương. Chị quăng xuống cho em rồi quăng cho nó đi. Rồi 35.000 đồng dài tay xám 35.000. Dài tay xám 35.000. Rồi chị gọi chút luôn. Rồi S nè 25.000 chị Trinh chồng. Còn dài tay xám nhé. Rồi cái áo sọc này 35.000. Áo này mặc đẹp lắm mấy chị dịch cái tay. Rồi chốt giùm em nha. Mã sọc giùm em. Sọc xanh giùm em nha. Sọc xanh 35.000 giùm em. Sọc xanh 35.000. Sọc xám 35 với sọc xanh 35. Sợ con mình đen. Cái quần này em sale tặng cho cái nhà mình luôn. Xe S. Nhưng mà cái này, cái này co giãn có thể mua cho con mặc được. Mình mặc cũng được nha mấy bà. Nè. Co giãn á. Co giãn nè. Đẹp chưa. Rồi sale 25.000 chú giùm em ạ. Mã này mã S đen. S đen 35. Ôi còn gần sọc của chị Trang Dương. Em còn phải dài tay sáng.
Còn cái cơm này 39 ngàn siêu đẹp luôn. Trang Dương lên số chị ơi. Nè, 39 ngàn con gân vàng đẹp lắm luôn á. Má ơi luôn á trời, đẹp chưa mấy bà. Gân vàng giùm em đi 39 ngàn. Ép đeo là chị Thu Thao Hưng. Sọc thang đó rồi nha. Rồi 35 ngàn, giống hoạch nghe máu em đang mặc. Cái gì nhìn đã lắm luôn. Vàng 39 ngàn chị Sammy. Nè, 35 ngàn đồng nha, chú giùm em ạ. Đen chữ 35 ngàn. Đen chữ 35 nghìn. Em đen chứ ngoài không? Lời đó em lên số đi chứ không? Lời đó em lên số thoại giùm em. Rồi cái quần ngố luôn cao nè. Size M 35 ngàn chút ngố M. Đen chữ chút chị Bảo Ngọc Phan. Rồi cái này. Nè má ơi là má luôn. Cái này cho em mã đỏ đi mấy bà nha. Đẹp chưa mấy bà. Rồi 35 ngàn luôn đi. Áo đỏ 35 ngàn. Cả nhà mình ơi tương tác sẽ like cho em nha mọi người. Sẽ like stream cho em với nha cả nhà mình ơi. Ngố chút gì Trần Kiều nè. 35 ngàn lên số hội giùm em nha. Đỏ cho chị Cương Nguyễn nè. Mua hai cái nha mấy chú yêu. Chép cha là bấm tùm lum. Rồi, chân váy 35 ngàn. Size M má ơi, bên trong có quần. Rồi, ai lấy chút em 35 ngàn CV. 35 ngàn CV. Cô Nguyễn Trang Kiều lên số chị ơi. Rồi, đen là mấy bà ơi. Cái này trời ơi, mấy chị yêu ơi, nhìn giùm em là coi giãn mặt luôn. Ủa, nhá máy tao chị trời. Cái giá má chơi trời. Không chị. Mua hàng lên số điện thoại giùm em đi nha. Quần đen cái Sammy này 35 ngàn. Chân váy chị Lời. Lời đó em. Đỏ em hết rồi chị Hồng Tôi ơi. Trời ơi cái trắng này mấy bà. Ôi là trời chất đã chưa. 35 ngàn nha. Chú giùm em thái trắng 35 ngàn. Thái trắng 35 ngàn em. Rồi mã này chưa rồi lấy chút em ha. Đen này nha, size S nè. Size 25 ngàn, chú em đen S 25. Đen S 25 giùm em. Rồi trắng giùm em nè mấy chị ơi. Nâng cao vội vội 35 ngàn. S trắng, cái này mà màu vàng à. Vàng giống như vàng nhạt nhạt ấy. Cương Nguyễn thấy số. Trắng là chị Ly Lê. Mã đỏ hết nãy giờ rồi. Nè, size S luôn. Cái này vàng nhạt 35 giùm em nha. Vàng nhạt 35 ngàn. Ép trắng là cái gì vậy? Ép trắng là cái vàng nhạt đó chứ. Chị Cô Nguyễn ép trắng là cái vàng hả? Đó áo. Đó cái ép trắng là cái vàng nhạt nhạt này đó nên cầm. Ly Lê có số chị ơi. Rồi cái này nha. Size S xanh giùm em đi. Thái trắng hết không? S xanh nè. Lương cao giùm em. Size 25 ngàn cái này S xanh. Ok, cảm ơn chị Huỳnh Thị Lệ Hoa. Rồi cái này chú em mã Doraemon sale 25 ngàn nha. Doraemon giúp em 25 ngàn. Doraemon 25 ngàn. Chân váy này sale một cái 5 ngàn. Cái này mình định làm thun mặt nha mấy chị. Chị thương lắm luôn. 5 ngàn đồng chút CV. S xanh cho chị Đỗ Thị Thu Thảo. Em nói rồi, mua hàng nha mà mấy chị mình muốn được ở đây em chịu. Thì mình muốn gì được nữa trời. Rẻ mà đẹp nữa chứ. Rẻ mà đẹp nữa. Rồi áo này nha, cái nhà mình nhìn nha. Cái form đó nè. 25 ngàn, mặc đẹp lắm. 25 ngàn áo vàng nha, cái nhà mình ơi. Áo lụa. Cái này là mặc với chân váy công sở đi làm á, cũng đẹp lắm. Rồi áo lụa, 25 ngàn, lụa vàng. Cái gì vậy, ông ngứa mũi quá. Chân váy năm thì chị Lưu Nguyên. Rồi 25 ngàn lụa xanh, mấy cái này mặc công sở nha mấy bạn. Mặc phối với lại chân váy đóng khùng vô. Trời ơi, nói thiệt với mấy chị luôn. Không ai nói mua cá này 25 ngàn bán tặng. Rồi, lụa xanh giùm em 25 ngàn. Vàng với xanh, xanh có 2 cái. Rồi, lụa rêu giùm em đi. 25 ngàn, nhìn giùm em ngay đây nó có điểm nhấn nha. Đó,
Rồi lụa rêu 25 nha. Nó có cái điểm nhấn hay đó nó mới chạy. Xanh 25 cho Kiều Du nha, còn cái xanh nữa nha. Xanh 25 nha cho Xu Nguyễn Bi Sama. Rồi còn rêu vàng không. Rêu cho Kiều Du. Vàng. Vàng với đỏ cho Kiều với Nhâm Mê lên số chị ơi. Vàng đỏ, xanh lá là cái nào Thảo ơi? Xanh lá là cái nào đâu, chết không biết xanh lá là cái nào. Đầu quần thun này, lụa rêu hả? Màu rêu là đây, chị Lan màu này đúng không? Dạ. Lụa rêu này, lụa rêu cho chị Hay Vinh. Chị lấy hồng, hồng này nha. Hồng này nha Thảo ơi, hồng cho Thảo thì bỏ vô. Bỏ vô cái nải luôn, không có tốn tiền giấy. Rồi 35.000 quần thun, 6 kg. 35.000 cái quần thun. Em có lụa nâu, lụa xanh biển. Cái này xe với mấy chị còn mấy cái này công sở là ok. Công sở là y bài luôn. Rồi xanh biển giùm em là 25 nha. Ở xanh biển hồi nãy thì đó. Quần thun 35 cho Như nha. Thương Nguyễn Minh Sama lên số mình chút tiếp em. Rồi xanh biển lâu. Đẹp lắm mấy chị. Cái tay của nó không cũng đẹp. 25 nha, xanh biển lâu. Thun 35 hết rồi. Cái này nghĩa là mã này trước em mã là mã bông xanh. Bông xanh thì em 25 nha. Bông xanh 25. Bông đen 25. Bông xanh bông đen, cái này bông đen. Bông đen 25, bông xanh 25. Cái này là cúc 25. Cúc thì đẹp. Đẹp chưa? Mấy cái này nó thì mấy chị luôn mặc đi công sở là y bài luôn. Cúc 25. Lộ nâu cho Trang Dương. Mấy Trang Dương lên số luôn. Chị Trang Dương mua hàng không lên số gì đi đâu chị gửi đi đâu chị. Gửi đi đâu chị nói em nghe thử luôn chị. Mua hàng mà có cái nhiệm vụ cho cái số điện thoại để chốt đơn mà mấy chị không cho thì chả biết luôn. Bông số chị Trang gõ. Ok nha Thảo. Thu Nguyễn với Nhâm Mai lên số chị ơi. Rồi câu quần đen bí. Quần đen bí này. Đẹp chưa? Theo cả nhà mình size M 19.000 chút đen bí. Bây giờ còn bông xanh biển hết bông cúc rồi nha. Bông vàng. Giang Du có số này. Bông vàng mấy chị. Theo có 25.000 đẹp. Bông vàng 25. Cái này là bông, đây là bông đen nha. 25. Bông vàng cho Thu Thảo. Cái này là xanh nè. Bông xanh nè. Bông xanh kia cho chị Phương Lan Lê. Bí đen cho chị Kiều Dương. Cái này là chốt giùm em nè. Loan xanh nha. Có 25.000. Trời ơi, rẻ bèo nhèo. Phương Nguyễn Minh Sama mua hàng không lên số mà cứ bông này bông kia hoài. Quần ngố quá siêu đẹp. Bông xanh là cái này nè. Đen bí là cái đó. Đen bí, đen bí. Đen bí. Rồi cái quần này giả váy. Rồi mấy chị coi ở sau. Ở trước. Đẹp giả mang con ngang chưa. Rồi chốt giùm em ha. Cái hồng. Bông đen chị Trang Dương. Bốn hồng là chị Minh Tâm Nguyên là 35.000. Xanh chốt chị Mai Thảo là 25.000. Rồi con áo này. Áo này sale phải như mình áo nâu 9.000 đồng thôi. Áo nâu 9.000 thì đem đi bố hết. Áo nâu 9.000, cái này sale 9.000 cho mình luôn đi. Cái này vừa bán vừa tặng cho mấy chị cho vui á. Cho nên là cả nhà mình vô mình hốt nha. Rồi đen 9.000, bông đen 9.000. Bông đen 9.000. Rồi cái này là bông đỏ 9.000. Trời ơi trời, nó là 3 cái. 3 cái được 9.000 xem cho vui. Bông đen 25 hết rồi.
đúng không em? Rồi bông này là tím 25.000, bông tím 25.000, bông vàng hết, cái bạn này hết luôn nha. Mai Thảo có số chưa? Đâu chính cho Phạm Ly. Chị Mai Thảo có số bên em rồi đó chị. Đỏ với tím 9.000 là chị Phu Thao. Đỏ 9.000 nha, chứ còn tím là 25.000 à. Tím 25.000 cho Sương Nguyễn Pizama. Rồi hết mã 9 đúng không em? Rồi cái này còn vàng thôi hết nha mấy chị. Rồi 25.000 vàng. Còn cái này nè. Cái này xem 19.000 để lấy chút mã 19. Thôi bị điệp 19 ha. Em thấy còn đơn giản kính kìa, chưa có đi á chị, em thích quá để được thêm á. Chị có mua gì thì chị mua đem dồn đơn cho nghe. Chị có mua gì nữa không? Chị mua đem dồn đơn cho. Đó bầu cỏ. Mà chị thấy chị Huỳnh thì lại hoa. Em cùng để đơn cho chị á. Rồi cái mã này nha, xe 19.000 đi chú em mã số. Cái này chú em mã xanh ngọc 19. Xanh ngọc 19 giùm em. Bầu dập ly vàng hết hả em? Vàng cho Hoàng Thị Thùy Linh. Linh ơi em cho số một lần thôi chị lưu được rồi đừng cho nữa nha. Rồi cái này bầu này em theo tặng cho mình luôn 29.000 nha. 29.000 đồng đi chú em. Bầu này dập ly đỏ 29.000. Mã 19 là chị Hồng Nhung. Chính mì em còn hỏng dùng cũng cái ăn cái đi. Thấy lời là cái ăn cái, chọn cái ăn cái. Rồi cái quần này bên sau có thun sẽ ép nhưng mà nghĩ 55kg vừa. Nè 35.000 dùm em nha. Ai lấy trước em mã thun ép 35.000. Ok chị Hải Kính nha. Thun ép thì em đi 35.000. Rồi quần này bầu bí chen được nha. To nè. Bầu bí hay người bình thường thì chen được, mình mặc cao gì là mấy chết. Rồi mình mặc kèm ôm cái bụng lại, mặc kèm với lại mấy cái thun rộng cũng được nha. Rồi 35.000 cho em quần bầu. Cái người giá sẵn này chị bỏ xuống. Thun mấy là chị Phương Nguyễn. 35.000 là theo rẻ cho mấy chị mình luôn. Rồi cái quần xanh nè 35.000, 55kg khóa kéo bên hông. Rồi quần nơ xanh 35. Nơ xanh 35. Quần bầu là chị Minh Tam Nguyên. Áo bầu đẹp lắm luôn mà chị không lấy, em còn có hai cái đỏ. Theo 29.000 bầu dập ly hàng Zara. Là mấy chị đâu mặc cũng mặc được luôn á, hàng dập ly mà biết chứ. Theo có 29.000 à. Không mét hết rồi. Còn hai cái mấy bà. Rồi chỗ mua thì có hà 35.000. Hàng theo nè. Rồi 35.000 đồng nha. Mã đây chú em mã lọc like 35.000. Vẫn còn cái mã dập ly 29.000 đen. Đen này còn tới 5 cái luôn mà đã lấy hốt. Áo màu đỏ cho Phương Huân đẹp lắm bà. Cái hàng này mua shop cho mấy hàng Zara 29.000 còn mấy cái là lấy hết cho tôi luôn đi. Quần đặt lay chị Quốc Đạt Thanh Tính là bữa giờ mới thấy vô trời. Cái này xanh nè 35.000 non xanh 55kg nha. Này đẹp lắm, quần chất đẹp lắm non xanh. Bầu 29 kèm màu giùm em có hai màu đỏ với đen. Đỏ với đen. Nè cái này đen nè. Rồi 29.000 đỏ với đen. Đen còn mấy cái luôn. 29 đỏ 29 đen giùm em nha. Cho chị bên đây lên đi bé. Cho chị bên đây lên. Đen thì Phương Huynh Tuyết. Rồi mã đây quần size mòn. Bầu 29 giờ còn đen thôi lấy cho cảnh gian. Ồ lộn. Đó Phương Huynh Tuyết cảnh gian lấy đỏ. Rồi gian đỏ rồi. Lật like chút đúng không em? Rồi cái này nha 55-57kg có thun 35.000 nha chú em ạ. Mã là mã thun 35. Thun 35.000. Trời ơi cái quần sọc nữa chứ ơi 35.000 đẹp chưa. Thôi nè 55kg vừa vải đã lắm luôn. Sọc 35 à, nó xanh cho lời đó em. Sọc 35 cái màu đen đẹp lắm trời. Rồi Phương Huynh lấy tôi cái cá luôn nè. Hàng Zara. Đó đẹp giả mang luôn trời. Có 29.000 mà mặt bình thường cũng được, không cần phải bầu đâu. Tại vì sao mấy chị cái này nè, nó ôm như trong người mình đẹp lắm luôn. Quần size mò chút chị Trang Dương. Đen 29 nè. Đen 29 là cái này là cho chị Hồng Nhung. Quần sọc chút chị Trang Phạm 35 lên số nè.
Ok cho em Phạm 35 có số đấy. Xe like cho em nha cả nhà mình. Em xem combo cho mình tiếp. Em xem cái combo này em tặng, chứ còn cái combo này là em bắt lỗ. Cho nên là cả nhà mình á, đen 29 đó chị, Huỳnh Thị Lệ Hoa. Màu 29 đó chị, Uyên Nhi Hồ. Còn cái đó là hot. Quần sọc chốt rồi. Rồi combo đẹp giả mang luôn đó chị. Một con áo đuổi màu xanh. Rồi một con áo đen. Nó hơn nó đẹp. Rồi tiếp tục luôn một cái áo này. Rồi bà nào lấy chút combo thì nghe nha, 25.000 đồng 3 cái. Chút combo 25.000, màu đen còn cái bà nào lấy chút combo thì em đi 25.000. Lâu lâu xin tặng combo chứ không có combo mà tặng hoài cho mấy chị ơi. Tặng hoài thì chết luôn, cái đó em nhập vô mấy 20.000 rồi. Rồi chân váy u mì 50kg, combo chị Huỳnh Thị Lệ Hoa. Cái tay của ta. Ok thêm một cái màu đen cho bà Phương Huỳnh. Cái đơn chị Phương Huỳnh đấy, để lại lộ thêm cái đơn chuyển khoản rồi. Em cột lại đi. Cái đơn kia hôm chị ghi là để lại chuyển khoản, để rồi chuyển khoản giữ đơn. Là tao sợ tụi bay đi rồi, tao ghi là chuyển khoản giữ đơn rồi tụi bay cũng cho lên xe luôn. Rồi u mì giùm em nha, 55kg vừa đó mấy chị, 35.000 chúng em mã u mì đen. Ôi là trời, khóc như chị chúng em. Đi con quần nè. Rồi cái này là chân váy dạ nha mấy bà. Nè 55kg vừa, 35kg chúng em mã dạ. Em cho chị một phần đi đây. Đây. Rồi xe đai lên giúp em đi ạ. Combo một cái quần tây xanh đẹp chưa,
về mình mặc được cái gì là mình mặc nha. Phun xanh 35 chị Minh Tâm Nguyên. Rồi một cái quần đây nó được dính bụng xíu nha, về mình giặt giùm em. Nói chung ba cái quần này form to lắm, về mình làm thun sale combo 3 quần cho cả nhà mình nha, 25 nè. Ba cái quần tay về mình sẽ mình mặc combo quần 25 nè. Rồi tiếp combo quần 25. Rồi chân váy nè, nó đã được chưa mấy bạn? Chân váy này sale tặng phun xanh hết nè. Rồi chân váy 35 nè, 55 ký vừa, chốt em mã server. Combo quần châu thì như ý. Còn CV nha. Rồi cái này chung mới dập ly má ơi. Đẹp chưa? Cột đơ, đi làm, y và bài má ơi luôn. Rồi dập ly 39 nè, 60 ký cũng vừa. Chốt dập ly 39. Dập ly 39 nè. Dẹp ly 39 cho chị Minh Tâm Nguyên. Rồi cái này nha, quần đùi. Cái này mình mặc cũng được, size S nhỏ nhỏ hoặc cho con 35-40 kg. 35.000 quá đẹp lắm, chút quần đỏ. CV chị Ly Lê. CV như trời 35. Rồi 25.000 quần lờ ngôi sao. Bà nào lấy chút em quần lờ 25. Quần lờ 25 nha. Chị Song Phụng đi tới nơi chưa? Đầu quần cách ta đen nè. 39.55 kg vừa. Cái quần này hàng qua em mặc nguyên khác đi. Đẹp lắm đấy chứ. Nè 55 kg vừa cách ta đen 39 nha. Rồi cái này chốt giùm em ha. Quần đuổi nè. Đỏ 35 chị Thi Thi. Nè quần 55 kg vừa. Thi 35. Thi lên số chị ơi. Đuổi xanh 35 nha. Mua giùm em 2-3 cái đi chị nha. Đem 39 chị Quân Nghi Hồ. Rồi cái quần này co giãn giùm em. Co giãn size S nha mấy chị nhìn giùm em. 35.000 nha. Co giãn S 35. Quần sáng 35 cho chim sâu. Co giãn S giùm em 35.000. Co giãn S. Quần đỏ hết rồi. Về rồi hả chị? Ủa sao đi về nhanh là chị? Gòn hả? Gòn ra sao mà đi về nhanh là chị? Co giãn 35 cho Thu Thảo. Còn cái này sale 25 là bà đã máy chốt nha. Quần lờ sao sale 25, cái này đi sale 25. Rồi chọn một cái quần sale 29 nha. Sale 50.000. Đổi quần đẹp lắm luôn. 50.000 sale 29. 50.000 sale 29. 50 sale 29. Ô đây là mấy bạn. Chân váy hoa. Cái này mình có thể cột đơ rồi mấy chế nha. Đây. Đẹp chưa? Free size cái này đi biển đó mấy chị. Trời ơi. Y bài luôn. Rồi chân váy hoa chị mẹ mà. Quần sao chị Kim Ngân Nguyễn. Dạ chị. Chân váy hoa 35. Kim Ngân Nguyễn lên số chị ơi. Rồi 35 nghìn. Cái này size S dập ly bên trong có quần này. Đẹp chưa? Quần size chính là chị Trang Dương 50. Bên trong nó có quần, nó chung quá dập ly đó mấy chị. Rồi tương tác lên giùm em nha. 35.000 đồng size S trước em mặc mã này là S đen. S đen giùm em. S đen. Rồi u mì. S đen là chị Minh Tâm Nguyên. U mì 39 nha, mấy chị nhìn đã chưa. Rồi chốt em 39 nha. U mì 39. U mì 39 giùm em. Mua hàng lên số giùm em đi chị ơi. Rồi cái này nghe lưng cao 35.000 má ơi, size S trắng. Quá trời siêu phàm con này luôn. S trắng 35. S đen chút. Quần đen là gì chứ. Cái này trước em S trắng 35. S trắng 35 cho thao sinh. Em còn mã u mì. Bà nói u mì vậy ta. U mì đẹp mà. U mì đẹp mà. 39 nha u mì, cái chất đẹp quá trời. Không lấy hả? U mì lắm luôn. Rồi tay đỏ nè, 55 kg vừa. Quần tay đỏ giùm em rồi, mấy cái quần bao nhiêu tiền nữa là. Rồi tay đỏ giùm em 35.000. Tay đỏ, u mì chữ y như hồ. Cái u mì đẹp lắm. Chốt đúng mã em bán, mấy chị chốt sai mã em không để. Rồi quần này xe cho cả nhà mình 35 luôn.
55-57kg vừa. Toàn bộ mấy cái quần này chất rất là đẹp nha. 35.000 quần cam ST là gì chứ. Ở cái quần này cho chị Trúc Lê nè, 35.000. Ghi tay vô, quay vô. Quyên Nhi hồi em có số mà chứ. Quyên Nhi có số. Cam này chị Thu Thảo 35 nè. Em còn áo quần tay đỏ, tay đỏ chị Thi Thi 39 đó ơi. Má Thi ơi, quần tay đỏ 39.000 má ơi. Sửa giá này dùm chị em ơi. Coi chị có đồng ý không, còn đồng ý bỏ người khác cho chị. Tay đỏ 39. Rồi cái quần này xem ở nhà mình ha, 25.000 CL. Hay đó chúc em quần L25. L25 nha. Rồi cái này xe cho cả nhà mình 19.000. Xe 19.000 cái này chú giùm em ạ. U mì đỏ 19. Hình như có 2 cái hả? U mì đỏ 19 có 2 cái. Này 50kg, 45kg giùm em nha. U mì đỏ giùm em 19. L25 là chị Hương Ngô. Combo nè. Combo 3 cái gì cui luôn á trời. Tay đỏ 39 em chốt rồi. Cái bà chị kia có lấy không? Em bỏ đâu rồi? Dạ ơi, có ok, ok. Rồi, sửa cái số trên kia rồi đi em. Thì nữa về mất không có chuyện với cáo nữa. Rồi, cái này chứ em một cáo hồng. Rồi, một cáo sọc. Rồi, một cáo xám. Combo 3 cái này cho 20. Rồi, combo 20. Combo 20 nha. Ủa, mì đỏ chị Kim Ngân Nguyễn 19 còn cái nữa. Combo 20 chị Tâm Hoài. Rồi, đen này 35.000. Cái này á, u mì đỏ chị Thủy Tiên 19. Bên kia là đen nha. Cái này chấp xích mua 55kg. Mặt bị làm ấy chứ, chân mấy đen. Rồi 35.000 chốt đen. 35 chốt đen rồi nè. Rồi cái này ha, combo áo đẹp chưa. Một cái áo này, một cái áo beo. Rồi cái áo beo đẹp quá mấy chứ ơi. Coi nè. Rồi một cái áo đen nam nữa. Rồi má ơi luôn á. Rồi ba cái này sale 25.000. Chúc em combo 2. Combo 25 cũng được. Chốt combo 25. Chốt em combo 25 nha. Rồi quần tay nè biết chứ. Combo 25 cho Sammy. Rồi cái quần tay bị làm 58 phía vượt 39.000 tay sáng. 39.000 đồng tay sáng 39.000 em. Rồi cái này 39.000 đồng. Rồi hôi cái chân váy nó đẹp. Đi mặc với một cái áo trắng đó mấy chị. Đi tiệc cũng sang nữa. Tay sáng chị Chiến Nguyễn. Cái này 55-56 phía vượt 39.000 chúng em mặc chân váy đỏ. 39.000 chân váy đỏ. Cái chị quần riêng lên đi mặc. Em chở người hai cặp rồi. Rồi chân váy ren. Chân váy 39 với chị Minh Tâm Nguyên. Tay đen là chốt qua chưa? Tay đen là tay gì đó ta? Đâu có tay đen hả? Rồi, cái này chúc em chân váy ren. 35.000 hai lớp, đẹp lắm. Chúc em mãi chân váy ren. Chân váy ren. Rồi combo 3 áo. Chân váy đỏ hết chị. Rồi combo 3 áo. Rồi bà nào lấy chốt giùm em ha. Combo 3 áo này sale 20.000. Chốt giùm em combo 3. 20.000 combo 3 giùm em. Rồi đây cả nhà mình ha. Cúc hồng 25.000. Đẹp giả mang con ngang cúc hồng. Combo 3 đi mấy chứ ơi. Chốt cho lỡ để cho nó lộn á. Chốt combo 3. Combo 3 Trần Vy Vy. Trần Vy Vy là phải ghế lấy không ta, quên mất. Rồi cúc hồng giùm em đi 25. Cúc hồng 25. Trời ơi, một con đuổi đen nha mấy bà ơi, 45.000. Cái này 60kg vừa, đẹp lắm chất đuổi. Má ơi luôn á, 45.000 đuổi đen. Ok, Trần Vy Vy cái lấy.
củ đen giùm em đi. Cái đen là chân muối đen á. Rồi con này nha, sale 19 ngàn. Ai lấy chút em mã 19. Mai Hồng Giang vừa mới thấy em. Sale 19 ngàn chứ mã 19. Củ đen cây ngọc trăm. Rồi cái quần này 29 ngàn. Hơi bị đã luôn, hơi bị đỉnh. Quần đen 39 ngàn. Ai mà mua có quần có 39 ngàn. Quần đen 39 ngàn. Rồi cái quần này lưng cao size M. Cúc hồng chị Nguyễn Minh. Size M 35 ngàn. Như chút em quần M 35 ngàn. Quần 39 cho Mai Hoàng Giang. Chân váy đỏ nè. Bên trong có quần công sở nha. Có một cái cũng vừa. Tại sao nó có thun rồi mấy chị. Đi làm ok lắm. Bên hông có khó tiếu luôn. Rồi 35 ngàn chút em mà đỏ. Nếu ngủ lắm 35 chút đỏ. Ok cảm ơn Như Yên. Quần đen hết nè. À nãy giờ mới thấy. Rồi một cái quần size 26 lật like. Có dồn với ai thì mấy chị mình đợi chút đơn rồi nói. Chứ bây giờ nói không nhớ nha mấy chị nha. Nè lật like thì mấy chị thấy không? Đẹp giả man con nghe. Rồi cái này nha, lật like size 26 35 ngàn chút em phải lật like. 35 ngàn chút em phải lật like. Rồi một con quần trắng. Trời ơi quần trắng này đẹp quá mấy lời ơi. Ôi trời 39 ngàn size M chút trắng M liền đi. Quần trắng đẹp quá. Chị quay đỏ chị Thơ Nguyên. Quần trắng lắm đẹp luôn. 35. Mờ trắng nè. 39 với Trần Vy Vy. Trắng đúng đẹp luôn á trời. Rồi áo nam. Nam nữ với mặt được hết á. Sale 25 nè. Chú em áo ca 25. Lật ra cho thử tiền 35. Ôi là trời. Rồi con sơ mi trắng nè. Sơ mi trắng nha. Đẹp lắm luôn. Rồi 35 ngàn sơ mi trắng 35. Một đơn cả. Mình sẽ đóng luôn. Rổ đây nè. Quải luôn đó. Rồi con quần thun nha cho bé. Ô nó bị dơ rồi. Em tặng nha. Cho bé dơ em tặng. Tặng quần bé 25kg. Cam 25 chị Kiều Dương. Tặng quần bé nó tặng nha. Ok cảm ơn gái. Rồi cái này chú giùm em nha. Đẹp quá à. Tặng bé chú chị Minh Tâm Nguyên 35 ngàn nha. Chú giùm em thái đen 35 ngàn. Mua hàng nha mấy chị yên tâm đi. Em mà thấy nó bị lỗi là em tặng lần rồi mấy chị. Hay không hoặc là bán rẻ. Từ khi bên em không để ý thôi. Rồi size M 35 ngàn mấy chị nhìn cái nút. Rồi quần M giùm em 35 ngàn. Tặng bé em chút rồi. Quần M 35. Không chị. Rồi 25 ngàn xám. Đẹp chưa. Body xám 25. Tặng chút rồi đúng không? M 35 chị Thanh Hồng Subi. Trời ơi cái quần này. Em sale 25 thì với bà luôn đi chút. S25 dùm em đi sao giật giật vậy trời. S25 đi chị ơi tặng luôn. Xám 25 cho Mai Hoàng Giang. Thái đen chút Mai cho em. Thái đen chị Hay Vinh 35. Rồi cái quần này size đại nha. 60kg quần đen nè. 35 ngàn chút em quần đen 35. S25 là chị Cư Nguyễn. Quần đen 35 dùm em. Cái mít hot pin rồi hay sao? Đâu có. Nghe nhỏ lắm hả? Đâu phải bà Samoy ơi. Bà Hoàng Lan ơi. Cái mít của tôi chỉ nói bên trang chính thôi. Trang phụ nó nói nhỏ lắm. Trang phụ đó nó không có ấy. Nó không có bộ gắm. Quần đen 35 cho Như nè. Rồi một cái XL cho. Coi dễ nha. 35 ngàn cái XL cho. Mình đó không có biết bà ơi. Áo họa tiết 35 ngàn. Hàng theo cho. Họa tiết thì em đi 35.
Rồi bên đây ha. Rồi gấu xanh 35 ngàn đó chị. Gấu xanh 35 ngàn giùm em. Ý đến lời trắng là chị Hương Ngô. Rồi quần tím nè. Xeo cái cho mình 25 ngàn. Cái quần tím nè. Xe mờ tím. Bà nào lấy chút mờ tím ha. 25 mờ tím. Ủa ai báo ship chị 35 ngàn vậy chị? Nhà em không có một cái nhân viên nào báo ship 35 hết á chị. Đơn hàng là ship lên trên Viettel người ta thu nha chị nha. Chị có thắc mắc về ship thì chị gọi lên trên cái tổng đài Viettel, trên cái tờ giấy trắng nó có. Còn tiền hàng của em thì có hóa đơn đỏ của em nha. Không ai mà báo ship mà 25, 35 ngàn đâu. Quần tím chứ chị Trần Vy Vy 25 ngàn. Bên đây không có ai mà báo ship cho mấy chị mà giá mà 25 ngàn, 35 ngàn hết. Rồi cái này quần ngố, nút này mình nhìn các khuy mình gài vô giùm em. Ngố L nha, 35 ngàn ngố L. Ngố xanh này chị Hay Vinh. Rồi cái áo 2 dây đó đẹp chưa, cái này mình mặc hoặc là cho bé cũng được. Áo 2 dây sale 25 ngàn, chú em ở 2 dây 25. Ngố L 35 là chị Lô Nguyên. Quỳnh Nguyên là bị phong tỏa rồi hơn em. Hồi nào vậy gái? Thấy Nguyên Nguyên lâu chắc là lúc bị dịch hơn em. Rồi cái này ha. Trời ơi cá xịn sầu Quảng Châu 39 ngàn. Ngố L cá này xịn lắm. Đen 39 giùm em. Đen 39 giùm em. 2 dây chị Thuy Ngon. Bữa nay bán hàng người ta có chế độ thông minh lắm, mấy chị có hệ thống luôn đơn hết nè. Vì nào mà mua hàng không nhận hay bị gì nó luôn hết nè mấy chị. Nó liên kết nó luôn vô hết rồi. Cái quần này size L này, size 25 ngàn nha, chú em mã L 25. L 25 ngàn. Rồi cái này chú em mã đen nè. Quần đen này size S nha, size để cho mình 25 luôn. Đen S 25 ngàn. Áo 39 ngàn chú ai chưa? Áo 39 ngàn chú Vy Trang mở. Rồi, hồng nè. 35 ngàn dùm em hả mấy chị? Đẹp giả mang chưa? Rồi áo hồng dùm em đi. 35 ngàn. Chào chị Thái Lùng nha. Đến đây cả năm mới gặp bà hả bà? Cả năm nay mới gặp bà luôn. Rồi cái này chú em mã Loan. Mã Loan với bà. Xem cho mình 29 ngàn chất Loan 29. Loan 29 ngàn. Rồi mã này chưa lấy chút mềm size S nha. S giùm em. Nói chung mấy bữa nay em cố gắng sale hàng nè mấy chị ơi, nó nhiều quá trời luôn, em mệt quá. Bận quá hả? À chị. Hồng cho Ly Lê. Chị Hà Long ơi, chị mờ là mờ gì vậy chứ? Rồi cái này size S, size tặng 25, chút S 25 mờ gì vậy chị ơi? Mờ đen hay mờ gì vậy chị? Là chị Thi Thi 29. Rồi cái này chút chụp em ha, size mờ đen chút mã 1 đi. Size 25 luôn. Cái này size mờ đen chút mã 1, size 25 luôn. Cái này em size rồi em để cho em nhớ mã mấy chị mình. Cứ chút đúng cái mã đó là em mở cho. Áo hồng hết rồi. Đầu gào dữ ta. Ok, Loan hết. Rồng kaki. Sale 35 ngàn nha, 50kg chút kaki trắng. Kaki trắng giùm em. Rồi quần này là quần baggy. Sale 50 ngàn, cái này coi giãn nhẹ, đẹp lắm luôn. Cái này 60kg, 62kg vừa. 50 ngàn chút baggy. 50 chút baggy. Sale like lên giúp em đi mọi người. Để nhà mình cố gắng mình tương tác, mình sẽ livestream lên giùm em nha. 50 bếp ly. Rồi chân quế u mì 60kg vừa. 35 ngàn u mì. Ok chị Linh Võ nha. Cái nhà nhận hàng mà nó đẹp em có thiệt sự mừng lắm luôn. Mà cái nhà nhận hàng gì cái nhà chữ em bó tay. 50 quần châu thì như ý.
Ok, còn đơn nữa. Chắc đang đi. Quần 35 là quần gì chị em ơi? À, quần 35 cho chị Dương thôi, trắng. Cô mời nha. 60kg vừa đi làm đó mấy chị. Không chị, em không có bán quần bơi. Cô mời giùm em. Rồi 39 nè. 39 nè giùm em đi, chút em mã caro 39 nè. Caro 39 nè giùm em. Rồi cái này chốt giùm em nè. Má ơi. Quần 2 khuy 55kg quay đầu. À, quần bét ghi là quần gì? Rồi, 35.000, 55kg quay đầu. Chốt em hãy là mã. Chân váy ca bên trong có quần caro chốt huyền chân. Quần caro 39 huyền chân. Rồi, một cái quần trắng kết ta 39.000. Có khó kéo hơi bị điện luôn. Má ơi. Rồi, kết ta trắng dùm em đi. 39.000, 55kg. Rồi, một con đen là mới chết. Cái này là đi công sở nha bà nào mà hả đi làm á. Thiệt sự rất là đẹp luôn nè. Rồi 35.000, 55kg chứ giùm em. Ở đây là công sở 35.000. Công sở 35.000. Chụp đi cái quần thun đỏ này nha. Chất đã chưa, 60kg vừa ha. 35.000 chứ giùm em thun đỏ 35. Thun đỏ 35 giùm em. Cam 35 thì thôi. Rồi quần kaki đùi đỏ 35 cho chị Thu Thi Nguyên. Công sở 35 chị Minh Huy Hồ. Rồi quần trắng size S nha. Size cho mấy chị mình 25.000 trắng S. 25.000 trắng S thì em. Rồi cái này nha. Chỗ cái này bán là 300 mấy luôn đó. Ôi bếp ghi đen. Bán 310 mấy ngàn luôn ghê không. Bếp ghi đen size 26, đỏ là cái gì gái? Rồi bếp ghi đen là size 26 nha, sale 50.000. Chốt em bếp ghi đen. Bếp ghi đen giùm em. Trời ơi 60kg, 39.000. U mì đen, cái nguồn này hàng xịn. 39.000 u mì đen, 60kg. Rồi nãy này chị nào lấy chốt giùm em. Đen 50 chú Quốc Đạt tâm tính. Quần 39 nha. Sami. Cái này nha mấy chứ. Size M nè. Rồi xe cả nhà mình 40 đi. Chốt M 40. Ủa mày chốt hơn em. M 40. Đen chút một em. Yeah. Mà 40 chị Hạ Lâm. Rồi con này XL. Rồi xem cả nhà mình á, 45.000 XL 45. Một bếp chi đẹp không không mấy chị. Con chốt nó ổn ghê luôn nha các bạn. Rồi một con quần trắng kaki. Cái gì không? Miếng luôn nó trắng được chưa? Quần trắng này. Em sale tặng cho cả nhà mình cái quần này 25.000 nha. Có hai cái. Hai cái quần trắng giống hệt nhau luôn. Size S nha 25.000. Chút trắng S. XL 45 cho bà chim sau. Chút không được cho lâu quá thì không có tương tác với em á chị. Rồi cái này thì đồng ý chú cho em. Em sale hết nguyên ri này rồi em nghỉ ăn cơm nha mấy chị ơi. 1 giờ rưỡi 2 giờ đúng hay 2 giờ kiếm em lên tiếp nha. Rồi 25.000 quần jean size L. Chú em jean L 25. Jean L 25 em mệt quá. Chị vẫn cứ nằm nghỉ chút. Ít jean L hết hơn em. Trời cái ngố hồng nè. Má ơi. Ngố hồng thì jean L 35.000 thiệt dễ thương luôn á. Ai lấy chú em mặc ngố hồng. Ngố hồng nha. Quần này màu đẹp quá mấy chứ. Rồi đùi nè. Đùi size S nè. Đồ CS giùm em nha. Rồi đùi S này sale 25.000 chút đùi S. Ngố hồng cho huyền trơn. Toàn là mấy cái màu đẹp không. Lát xe like cắt bơm cho mấy chị này. Bơm quá trời nó có sau lưng em thấy.
Hà Long có số cho em. Chị nào mà chưa đủ đơn cố gắng chút vô like sau mình mua cho đủ đơn thì em hai cái nhé. Rồi xám 35 nghìn. Xám 35 nghìn em. Cái xám này 55 cứ quay đầu. Xám 35. Bố hồng hết. Bộ nâu 25 đẹp không lấy. Rồi quần đen nè. Quần thun đen 35 nghìn 60kg chút thun đen. 35 nghìn 60kg chút thun đen. Rồi cái này chú em thun xanh 60kg 35 nghìn. Ở sau nè. Thun xanh 60kg 35 nghìn. Quần nâu à. Coi giãn nhẹ thôi em. Thun đen cho huyền trơn. Chứ không có coi giãn mạnh như mấy cái kaki đâu. Rồi cái này trắng ép 35 nghìn. Thun xanh cho huyền trơn nè. Cái này là trắng ép 35 nghìn. Chút trắng ép ép trơn nè. Trắng ép 35. Ăn cơm mới chứ. Một bữa hai kém mình lên một chút nha. Một bữa hai kém mình lên một chút. À không vừa hả? To lắm. Cái này to lắm á, lấy thử đi. Tới mặt vừa thì lấy. Bỏ trần vi vi đi. 25 ngàn nó tới vừa thì lấy, còn không vừa thì bỏ ra. Nó bự mà. Rồi cái quần này nha, lưng cao hai nút. Đẹp giả mang kiểu của nó. Size L. Size 25 ngàn cuối lai chút L 25. Rồi bên em nghĩ mấy chị cái trắng này đẹp lắm, bên em không lấy. Một rưỡi bên em lai tiếp. 25. Rồi cái này trắng hoặc lai đẹp lắm luôn. 35 nghìn cái này đẹp lắm, coi đẹp lắm, vải đẹp lắm. Rồi bên em nghỉ với mọi người ơi, tí nữa một bữa 2 giờ em like tiếp nha cả nhà mình. Rồi bên em nghỉ nha. Em mệt quá mấy chị, này đuối quá. Qua say. Chết đầu. Em cố gắng nha mấy chị. Bye bye.